thì làm sao mà chờ đón một năm mới mà nó ngon lành được. Đó, phải là có sinh khí ngon lành chứ, không mình chào đón năm mới mà không có sinh khí gì trơn á, rồi chào đón làm sao vậy? Đó, cho nên là mình phải dọn dẹp nhà cửa. Cái điều thứ ba nói là tại sao không nên trồng cây nghịch phong thủy. Cái cây nghịch phong thủy á quý vị, là sao bọn này không biết, tôi đâu biết phong thủy đâu. Bây giờ mình không biết phong thủy phải không? Và cái thứ nhất nè, là chúng ta đừng có trồng cái cây mà nó trở nên u ám. Ví dụ như trồng cây thì nó mát, che mát thì được. Nhưng mà trồng thứ nhất là nó đè lên nhà, cây nó nghiêng vô nhà đó là kỵ nha. Rồi là trồng cái nơi u ám. U ám nghĩa là gì? Mình nhìn vô thấy cây không thấy nhà đâu, cửa đâu chứ. Nó làm cho nắng không vào, gió không lọt. Đó là phong thủy rồi. Có nghĩa là làm cái nơi mà mình thấy nó u ám, nhà mình phải có sinh khí, phải thoáng, phải mát. Còn đằng này thì là nó hơi là u ám, vậy sao được. Cái thứ hai nữa là những cái loại cây mà không được trồng trong nhà kính, ban đêm mình ngủ thường người ta bắt máy lạnh, ta quát mặt gió. Nhưng mà bây giờ mình đem cây để trong nhà, đem cây để trong nhà, cây ban đêm thì là nó hô hấp. Nó hô hấp thì nó hút oxy và nhả ra khí carbonic. Mà con người mình cũng hô hấp, con người mình cũng hút oxy và nhả ra khí carbonic. Cây nó hút và mình nó hút, có nhiều không khí đó. Ở gia đình là không khí oxy bằng 1/5 cái tổng cái số lượng không khí ở trong không khí. Do đó mình để cây quá trời trong nhà ha, mình trang điểm cây bồ, cây xanh đồ này nọ, ban ngày nhìn vô mát mắt, ban ngày mình mở cửa nên không khí nó lùa vào. Mình để cây bên đây, để cây bên kia, để cây nọ, thấy nó mát mắt. Nhưng ban đêm mình đóng cửa lại hết, bắt máy lạnh hoặc là mình bắt quạt, mình ngủ, nó tráp lại, kêu bằng tráp không khí lại đó, làm cho máu não mình bị thiếu. Nghĩa là mình ngủ á, mình hít thở mình đâu có hay đâu, thiếu máu não. Nên cái không khí hít thở quan trọng lắm. Quý vị thấy cháy nhà đó là đa phần ta ngạt không khí á, chứ không phải là đa phần là ta bị lửa đâu. Tại cháy nhà nó cháy tùm lum độ chứ, cho nên là cái khí độc á, nó thảy lên dữ lắm, nó ngạt. Cái lượng oxy rất kém, mà mình hít khí độc hít thẳng vô phổi luôn là không to không được rồi. Do đó mà khi mà cháy nhà đó là người ta lấy cái khăn á, người ta nhúng vô nước, người ta dắt cái khăn lại một cái, người ta bịt lên lỗ mũi này là nó lọc được cái sức lọc đó, mình thở thở hít vô thở rồi là mình bình tĩnh. Là người ta nhúng nước cái mền, người ta quấn cái mền lại, rồi người ta mang dép lên, đừng cho đạp xuống dưới đó, mang dép lên, rồi người ta cứ đi theo cái lối mà mình quen á. Nhằm khi tắt tối thù rồi, đi theo lối mình quen, bật điện thoại di động lên, dòm đặt ra lối đi quen, càng qua lửa luôn. Có nghĩa là đi rất nhanh, đi càng lửa nó chỉ nóng thôi, nhưng mà mình đủ sức. Nếu ở chỗ đó mà có không khí, mình hít không khí dài, hít vô thôi, dài thì dài băng qua, mình đi ra theo lối đó thì là ổn. Nhưng mà phải bịt cái lỗ mũi mình lại, cái luồng khí độc vô là bịt bằng cái khăn sắp hai lớp đó. Do đó mà cái khí độc mà vô cơ thể. Cho nên khi mà mình trồng cây nó nghịch không phong thủy á, tức là nó che chắn cái lối ra vào mình. Thế mình nói cho người không biết phong thủy đây. Cái thứ hai nữa là nó nghiêng vô cây mình, nhằm khi gãy đổ lá đồ lên nóc nhà nguy hiểm. Có người ta trồng cặp nhà mình cây cao á, rồi khi gió giông bão tố đập đè xẹp cái nhà luôn. Rồi trồng cây tàn, cây lớn quá nó âm u, nó che cái nhà mình, nhìn qua cái giống như nhà mình gọi là nhà hoang vậy đó. Nhìn vô cái làm thấy dễ sợ lắm, nhìn sao thấy mà quá trời, nó âm u, nó u tối, nó âm u vậy. Cho nên là không có cái sinh khí. Nên chúng ta trồng cây nghịch phong thủy là vậy đó. Cho nên là mình phải để cây ở bên ngoài, nhất là những cái loại cây cần ánh nắng mặt trời. Không nên trồng nhiều cây ở trong nhà, tại vì mình trồng nhiều những cái cây mà không có nắng ở nhà thì mình trồng mấy cái lọ nhỏ nhỏ cho nó vui thôi.
chứ không nói là mình trồng tùm lum hết chứ. Có nhiều người trồng cái này, trồng cái kia, trồng cái nọ, tùm lum tùm lá hết chứ. Thì ở trong nhà vậy thì nó chỉ đọc cho mình thôi. Nó ban đêm nó hô hấp, nó hít oxy, nó nhả ra các carbonic, rồi mình hít vào carbonic làm cho não mình nó thiếu lượng oxy, cho nên não nó mất cái tuần hoàn não đi, tức là nó chóng mặt, nó say sẩm, hoặc là nó lơ ngơ, não mình thiếu oxy, cái tự nhiên con người mình nó không còn thông minh nữa, nó bị lơ ngơ cái tới cái lối ra người ta còn không biết cái lối ra nữa, hoặc là người ta trả lời một câu rất là chất quất khi người khác hỏi một câu nào đó. Cái người mà thiếu máu não, thiếu oxy não á, nhằm khi người ta không có định hình được, cái não mình hoạt động không tốt, nó không có định hình được, cho nên nó là nó sẽ không tốt cho mình. Và nha, quý vị biết là trồng cây rất là quan trọng, trồng cây cạnh nhà, gần nhà, thoáng mát. Và quan trọng cái gì? Cây xanh có thể chắn gió cho nhà, và cây xanh có thể làm cái quang cảnh đẹp cho nhà, và cây xanh tạo môi trường thiên nhiên, nó hút bụi cho mình. Và cây xanh nó cũng có khả năng nó nhả ra khí oxy, oxygen cho mình thở khi ban ngoài ngày, là lượng cây xanh nó quang hợp, nó hút carbonic, nó nhả ra oxy. Ban đêm nó hô hấp là nó hút oxy, nó nhả ra khí carbonic, do đó không được trồng nhà là gì đó. Rồi ban đêm á, người ta tránh vào trong rừng, người ta ngủ dưới gốc cây đó, thì nó sẽ không có tốt bằng ngủ cái nơi thoáng mát. Nhưng mà ở ngoài trời thì không có sao, tại vì không khí nó có thể lùa vào nơi này tới nơi khác thì không đến đổi. Quý vị, không đến đổi, chứ không phải là ở trong nhà nó nghẹt không khí á. Còn không khí ở ngoài trời gọi là không khí đối lưu á. Nó đối lưu nghĩa là nơi này nó truyền qua nơi khác, nhờ gió nó là quân bình các không khí từ nơi này tới nơi khác, từ nơi mà khí nó nhiều tới nơi khí thấp, gọi là từ nơi áp cao đến nơi áp thấp á. Do đó mà quý vị á, là trồng cây là cực kỳ quan trọng, tô đẹp cảnh quan, hút các cái bụi trên cây, nó có những cái lá, nó có cái lông á, nó hút bụi làm cho cái môi trường mình nó sạch đi một phần, cái lượng bụi, một phần trăm của bụi á, nó sẽ không có quá cái lượng phần trăm mà cho phép. Cái điều thứ tư á, cuối năm á, là kiên kỵ tránh cãi cọ. Quý vị á, coi gì chứ cãi cọ cuối năm nó không hay. Tại sao mà người ta lại tránh cãi cọ? Thực ra cãi cọ đầu năm cuối năm thì cãi cọ không hay chứ. Cãi cọ là một cái phương pháp người ta bất lực, người ta mới gán là người ta cãi, là người ta bất lực, người ta không thuyết phục được đối phương rồi. Cho nên cãi cọ là một cái phiền não nó lớn cho mình. Mà cuối năm mà mình phiền não, mình bị stress, mình bị căng thẳng, mình bị phiền não thì nó sẽ không tốt. Cuối năm là mình phải thoáng ngon lành này nọ, cuối năm mà phiền não giấy đầy hết trơn thì làm sao? Hiểu không? Cho nên là cuối năm đừng có để phiền não ở trong lòng. Cho nên thôi nhịn đi, ở nhà một câu nhịn bằng 9 câu lành. Nên dứt phát cuối năm là mình không có cãi cọ. Mình cãi cọ mình lớn tiếng nhau là nhà mình á, là nó sẽ bị lục đục. Mà quý vị biết bị lục đục nhà, một không khí nó ảm đạm. Cái không khí trong nhà nó không phải ảm đạm theo kiểu mà trời mưa ảm đạm dần vũ, mà không khí trong nhà nó ảm đạm là do tình cảm. Cãi nhau thì nó mất tình rồi. Tại sao tôi nói là tại sao khi yêu nhau người ta lại nói lầm thầm nói nhỏ, mà tại sao mà khi giận nhau ghét nhau người ta lại nạt nộ, người ta lớn tiếng? Có người ta giải thích rằng là khi thương nhau hai trái tim mới gần nhau, cho nên khi mình nói nhỏ người ta nghe rồi. Nhưng mà khi mà giận nhau rồi hận thù nhau đó là hai trái tim nó xa nhau lắm, rồi mình nạt nộ người ta mới nghe, lớn tiếng người ta mới nghe. Nói vậy có nghĩa là về cái tình thương yêu á. Cho nên đó là mình cãi cọ càng nhiều là mình hãy để ý đi cái tình cảm giữa hai người, hoặc là ở trong gia đình nó bớt rồi, nó giảm bớt rồi, mà nó ít đi rồi, nhằm nó có nguy cơ nó sẽ bị tiêu diệt. Mà nguy cơ bị tiêu diệt thì đem lại một cái phiền não rất lớn, rất lớn cho những cái người mà cãi cọ đó. Cho nên cãi cọ không phải là một phương pháp hay, không phải là cãi cọ là một cách dành để chân lý hay là chứng tỏ gì cả, mà cãi cọ là một cái chứng tỏ mình bất lực. Cho nên đừng bao giờ cãi cọ, để mình đừng bao giờ bất lực. Mình nhẫn nhục, nhịn, kệ đi, không sao cả. Sao cũng được hết, không có gì gọi là quan trọng.
ở trên đời này hết, à, sao cũng được. Cho nên mình đừng có quan trọng bất kỳ cái gì trên đời này, nó có cũng được, không có cũng được, thôi cuối năm bỏ 9 làm 10 à, thôi à, thì à, những cái gì mà ở trong năm nay mình chưa đồng ý à, mình chưa có hài lòng á, thì mình suy nghĩ lại một chút thôi à, tha được thì tha đi, kệ đi à, tha được thì tha à, chứ đừng có bao giờ mà mình gọi là lớn tiếng cọc cằn, nhất là cọc cằn lớn tiếng những người thân của mình á. Những người thân của mình á thì là mình đừng có bao giờ cọc cằn lớn tiếng đối với họ, tại vì họ bị tổn thương. Có vậy không? Bây giờ mình nói mình đi chứ đừng nói ai chứ nhá. Người ta nạt nộ mình đi, mà người ngoài nạt nộ mình buồn có 15 phút. Còn mà người thân mình mạt mọ nộ mình, nhầm khi mình nhớ cả đời thì buồn cả đời. Cho nên đối với người thân của mình là mình nên đè nén dằn nhẫn nhục xuống. Mỗi khi mình nạt nộ họ, mình cãi vã, nạt nộ họ đó quý vị, nhầm khi họ bỏ qua cho mình rồi nhưng trong lòng họ bị tổn thương à, bị tổn thương giống hệt như à, mà một cái vết thương mà nó cắt thành sẹo rồi, khó lành. Nó lành đi rồi nó vẫn còn cái sẹo à, cho nên là thôi, la ai thì la, nạt ai thì nạt, nhưng mà mình xác định đây là người thân của mình, đây là người thương của mình à, đây là người nhà của mình thôi. Đừng có la, đừng có nạt. Nếu phải không phải gì ngồi lại với nhau, trái phải phân minh, nghĩa tình dữ dạng à, ngồi lại nhau nói, phân tích, đánh giá à, đâu đó à, cho ngon lành, cho đàng hoàng. Cái này được nè, cái này không được nè à, cái này suy nghĩ làm sao cho mọi người có cái biểu quyết, mọi người có cái dân chủ à, là có quyền nói lên cái ý kiến riêng của mình về vấn đề này, rồi từ đó mới là thỏa hiệp với nhau, từ đó mới hòa thuận với nhau để đưa ra một cái sách lược chung, đưa ra một cái nhìn chung, đưa ra một sự giải quyết chung về phương diện gia đình. Cho nên cuối năm cãi cọ là một điều khắc kỵ, tại vì cuối năm cãi cọ rồi là Tết hết vui, Tết người ta vui vẻ, giờ Tết lại giờ không còn vui vẻ gì hết trơn. Tết ha, mình nhìn cái Tết mà mình không thấy ấm cúng gì hết, nhìn Tết mà thấy nó sao sao á, nó ảm đạm quá, nó bi hài quá, nó bi ai quá ha. Cho nên mình đừng cãi cọ cuối năm. Cái điều kiên kỵ thứ năm á quý vị, người ta xài tại sao á mà không chơi trốn tìm vào ban đêm. Nói với quý vị á là chơi trốn tìm nè, đây là cái trò chơi dân gian, mấy nương nít, mấy em nhỏ, chứ người lớn ai chơi trốn tìm. Người lớn trốn là trốn luôn không mà không có trốn tìm. Mới vừa rồi á là nghe nè, cái chân hụi nè à, đi cái một mấy Phật tử chơi với chân à, chơi hụi á, đóng nuôi như nuôi heo vậy, đến đây Tết hốt chủ hụi đi cái một mấy chục tỷ đó. Người lớn á, chơi không phải chơi trốn tìm mà chơi trốn luôn, nghĩa là trốn luôn cái mất tiêu luôn, mất biệt luôn, gọi là lặng nhìn chiều thu á, lòng nhớ thương ai luôn á, rồi đầu là mất tiêu luôn, đâu còn thấy đâu. Tết này đâu tìm, giờ tìm anh như thế, tìm chim bay biển bắt em, tìm biển đông, rồi cuối cùng rồi sống luôn à, tiền đâu ăn Tết. Cho nên nói quý vị à, người lớn trốn luôn, người nhỏ trốn tìm, nít trốn tìm vào ban đêm. Quý vị ban đêm trong hốc, trong kẹt à, quý vị rắn xích rồi á, trong khóc mẹt hẹt lên là tối à, rồi có nhiều rít, có nhiều cái sự nguy hiểm ở đó, duy nhất là ban đêm giấc khuya nữa. Mấy em muốn trốn cho kỹ đó, nhầm khi rất là nguy hiểm, biết cái gì nó rình rập ở trong bóng tối, nhất là quá khuya không có sự kiểm soát của người lớn à, cho nên ban đêm không được chơi trốn tìm là chỗ đó đó quý vị, nó rất là nguy hiểm, tại vì bóng tối bao giờ nó cũng là nguy hiểm. Mà bóng tối này, bóng tối đâu phải bóng tối khơi khơi đâu, mà bóng tối ở trong những cái nơi kẹt, nơi hốc, đừng cho người ta tìm đừng có ra, cho nên mình né ở nơi kẹt, nơi hốc này nọ, biết đâu người ta lợi dụng kẹt hóc đó rồi á, người ta sẽ có những cái mà không tốt đối với mấy em nhỏ à, cho nên á là ban đêm các em nhỏ không được chơi trốn tìm. Ở đây không phải nói cho người lớn à, người lớn chứ không ai trốn tìm đâu, trốn luôn à, còn tìm cho bằng được à. Còn người nhỏ nít á, thì trốn tìm là một cái chơi, trò chơi dân gian à. À, thường thường ở dưới quê á, quý vị thấy á, là nhắm mắt á à, xin xùm bao à, tức là quảnh tù trì á à, quảnh này nè ra kéo hay gì đó à, đợi đầu ai mà thua á thì người đó mới nhắm mắt
vô cây cột, có đầu mới đếm 5, 10, 15, 20, 25, 30 tới 100 bắt đầu đi kiếm á. Thì trong từ 5 tới 100 mà đếm nhanh đúng không nhỉ? 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 55, 60, 55, 60 phải đếm lớn cho người ta nghe mới được. Còn không đếm lớn người ta không chịu, mà đếm nhanh chừng nào thì người ta trốn trong thời gian ngắn thì đâu có đi xa được. Với hơn nữa là không có giấu kỹ mình được, cho nên người ta đi tìm cho dễ quy định nè. Ai là đi tìm là dễ thấy đó. Còn mày đi tìm thì cái người kia có cái gốc cột, cái người kia á mới, nếu mình đi tìm xa đó, người ta chạy là người ta đụng vô gốc cột đó đó, người ta gọi là cái gì điều hay gì đó, đập vô gốc cột là cái người đó không còn kiếm nữa, là người ta thắng rồi đó. Rồi kiếm tới người kiếm nhiều người lắm, kiếm thấy được người nào cái là cái người mà chơi đó, ta đập vô gốc cột, thấy ai đập trước là người đó thắng vậy thôi. Còn cái người mà ta đập vô gốc cột trước thì người kia thế người này, đại loại là gì, trò chơi dân gian vậy, nhất là nhỏ đó. Cho nên không được chơi ban đêm, ban đêm hôm khuya khoắt này, dưới quê thôi chứ Sài Gòn cũng ít, Sài Gòn cũng nơi nào cũng ít lắm, tức là không có chỗ để trốn. Dưới quê gốc cây, gốc cột, kẹt, máy lưu rồi đó. Nhưng mà giống ban đêm rất nguy hiểm, rắn rít này nọ tiềm ẩn ở trong bóng tối, nhiều thứ lắm. Cho nên là cuối năm không được. Chứ thật ra trong năm cũng không được, nhưng mà cuối năm đây là sắp sửa ăn Tết rồi, cho nên mình đã để những cái gì nó bình yên, nó yên lặng đi thì nó sẽ được tốt đẹp hơn. Cái điều thứ 6 quý vị là không nhặt tiền rơi và tiền rơi rải. Tiền rơi rải, tiền rơi nhầm khi nó có một cục, tiền rơi rải là nhặt đây 5.000, 3.000, 2.000 đầy ở trên đó. Thì người ta nói thường hay là tiền tay vải ra người ta cúng cô hồn, hoặc là tiền người ta cúng cái xe đám tang rồi đó, đi người ta rải tiền bạc. Nên người ta quan niệm quý vị là nhặt tiền xui. Có nhiều người nói thầy nhặt tiền xui lắm, mà không biết sao xui, nhưng nên ta không ai dám nhặt. Nhặt tiền á, ta nói là rất là xui, là tại vì á, cái nếu mà tiền rơi rải rác á, đó là tiền ta đám tang, ta thảy, ta cúng cô hồn, nhặt vào biết đâu nó thể đeo nó bám, người ta nghĩ vậy đó. Rồi á, lại hoặc không cúng á, thì cái đồ của người ta mất. Người ta đi đường đó, ta bất cẩn, ta mất tiền, ta rất buồn, rất rầu, rất sầu vì sự mất tiền đó. Rồi mình lượm mình không trả lại cho người ta, lượm mình lấy mình xài trên sự đau khổ của người ta đó, nhằm khi mình tạo thành cái nghiệp nó không tốt, rồi mình bị xui xẻo trong cái đó. Có rất là nhiều người á là nói với thầy luôn á là nhặt tiền rất là xui. Hỏi nhặt điện thoại xui không? Xui luôn. Điện thoại quy ra tiền, nhằm khi điện thoại nhiều tiền nhặt cái iPhone 15, 14, 13 gì cũng mất tiền, ít gì cũng có trên 10 triệu. Cho nên nhặt lần vậy đó mà ta mất cái số lượng ít thôi, mất số lượng nhiều vậy quá gì. Rồi nếu những người ta làm thu nhập thấp, nhằm khi người ta mót cả năm trời ta mới sắm được cái nó ngon lành. Cho nên mấy ông mà giật điện thoại đồ của người ta đó nghe, mấy ông đó tội dữ dằn lắm à. Có nghĩa là nghèo lắm, tội dữ lắm, rồi gặp nạn, gặp tai, tức là cướp trên sự sầu khổ của người ta mà. Còn chưa nói tới cái dữ liệu nữa. Điện thoại khi dữ liệu người ta về quê á, ta chụp hình với ba mẹ, với anh em, với người yêu, chụp cảnh người ta coi đó. Nhằm khi cái máy điện thoại không có nhiều tiền, nhưng dữ liệu trong người ta quý hơn vàng. Nhầm người á, người ta dám chuộc lại cái điện thoại. Ví dụ như người ta mất cái điện thoại giá 5 triệu, người ta dám chuộc 10 triệu luôn á. Có nghĩa là có nhiều người nói khùng gì cái điện thoại 5 triệu chuộc 10 triệu. Không, ta chuộc cái thông tin phía bên trong. Có nghĩa là hình chụp tin nhắn này nó nhiều ngày làm ăn, anh em đồ với nhau. Cho nên quý vị là thấy là sẽ không tốt nếu mà nhặt tiền bạc ta. Cho nên khi mà nhặt được tiền, tốt nhất là đưa lại cho người khác. Nghe quý vị chùa thầy hoài quên điện thoại lọt nằm võng, bởi vì quý vị đưa võng nguy hiểm mà, nguy hiểm cái điện thoại á, nằm xuống cái túi mình nó nằm ngang chút ngược lại,
lọt ra trên võng. Cái ai kêu gì nhanh quá nó, đi nhanh, rồi ngồi vậy đi, cái điện thoại hồi rút điện thoại ra mất tiêu. Cho nên là cái điện thoại mình phải cẩn thận, bỏ túi đi đâu đó, nhằm khi điện thoại nó không có giá trị quá, nhưng mà giá trị là những cái thông tin ở phía đó, rồi mất rồi mình đâu có lấy lại được thông tin đó đâu. Nhằm khi cả đời mình gặp có một lần người ta chụp hình, rồi tự nhiên mất điện thoại mất hết. Có cô Phật tử đi Ấn Độ, cái chụp hình bên Ấn Độ á, quý lắm, quý như vàng vậy đó. Rồi đi ra ngoài đường đi mua đồ, ta điện thoại, cái cầm điện thoại ngoài đường, alo alo alo, đi ngang nó giật tiêu cái điện thoại, xét cái điện thoại nào quý vị thấy không. Rồi giờ đi tìm người này tìm người kia, kêu là tìm lại giùm, chuộc lại cái điện thoại 5 triệu, chuộc lại 10 triệu. Cái này không phải tiền, nó biết ai giật đâu mà chuộc. Trên còn mai thôi, nên mình phải cẩn thận đi ra đường á, nghe điện thoại á, nghe tay trong lề chứ không phải nghe tay ngoài lộ. Vì người ta đứng đó đó thì cái tay nào phía trong lề á thì ta nghe tay đó, đi ngang giật khó hơn là tay ngoài lộ. Ví dụ như cái lỗ đây đi, mình cầm tay alo thì giật sát bên, mình cầm tay alo mới giật, nó phải lòn qua người mình không. Và giơ tay lên cái tâm lý mình né vô trong là điện thoại nó xa hơn, thấy không? Ta chỉ giơ tay lên, trước khi giật ta phải giơ tay lên, nhưng mình thấy giơ tay lên cái mình né vô trong. À, còn bên ngoài nè, giật một cái luôn chứ né ở đâu nữa, có thấy đâu. Bên trong là nó qua con mắt mình nó mới tới được cái tay, thấy không? Cho nên đi ra lề đi, lề nè, nếu mà lỡ không phải là phải nghe trong lề. Còn nếu mà gấp quá đó thì người ta dựng xe ta vô lề luôn, hoặc là nói chung á là tay phía trong thì nó sẽ tốt hơn. Nên á quý vị á, là cái tiền mà ta rơi á là người ta buồn à, nên á quý vị á nhặt được nên trả lại cho người đó, nếu biết người đó. Còn chúng ta không biết á, thì mình hãy trình báo với cơ quan cảnh sát ở gần đó đó, hoặc là mình trả lại, mình ghi để cho cái người nào thông báo người ta coi. Gì chứ người mà lộm tiền mà trả lại chắc cũng hiếm lắm, nhưng mà cũng có chứ không phải là không. Hiếm thôi chứ vẫn còn có, chứ chưa có tuyệt chủng. Người tốt trên đời cũng đầy, tại vì mình chưa gặp đó. Nhưng mà hở ra đường cái mình gặp người xấu nhiều. Cho nên nhằm khi mình kết luận trời ơi thế gian này toàn là người xấu không, thì cái đó cũng chưa phải là cái kết luận đúng đâu. Cũng còn có người tốt đó, chứ không phải là không có đâu. Nên quý vị thấy tốt nhất là không nên nhặt ra của rơi khơi khơi ở phía bên ngoài. Cái điều thứ bảy á quý vị, ta nói là không nên phơi quần áo ban đêm. Ban đêm có nắng đâu phơi. Vậy mà có nhiều người phơi quần áo ban đêm á, nhờ gió thổi nè, nước chảy xuống gió thổi, gió thổi tới sáng phơi khô. Cho nên người ta nói là phơi quần áo ban đêm á, nó sẽ hút cái âm khí á, cái khí lạnh. Rồi khi mình mặc vào á, nó bị, tức là quan niệm thôi, chứ còn cái đó không ai đo được cái khí đó chừng á. Nhưng mà đó là quan niệm của người ta vậy đó. Nhưng mà phơi đồ ban đêm á, nó có một cái nguy hiểm. Cái chú đó đó, chú chạy xe đạp trên đường á, cái chú thấy một người mặc nguyên bộ đồ trắng, sáng trăng mà mờ mờ, mà trăng mùng 8 à, nó mờ. Ông thấy nguyên người bộ đồ trắng, mặc bộ đồ trắng, cách ổng đâu 2 mét. Ông nhìn xuống cái chân hỏng đất ba dài này. Rồi ông nhìn qua ông thấy ớn rồi, ông nhìn lại không thấy cái đầu. Còn nó giơ tay lên ngoắt ổng nữa chứ. Nó vừa giơ tay ngoắt ổng, ồ ông sợ quá trời, ông xỉu xuống một cái, xe đạp lật ngang, ông chạy xe đạp lật ngang cái rầm cái. Cái mấy người trong nhà nghe tiếng chạy ra coi cái gì, ai nhà ai ra thấy ông nằm ở dưới đất, ở dưới quê kêu nằm đóng à, nằm xuống đất mới chở bệnh viện giật tóc mai rồi ha à, bấm vô nhân trung rồi
gõ ngoài bách hội, đấm đồng ngón tay, vuốt lỗ tai, tùm lum hết. Nói chung là có gì làm đó, chứ người ta đâu có biết mà hô hấp tim. Nhưng mà xỉu không cần hô hấp tim, tim còn đập. Chở ông vô bệnh viện, rồi người ta chích thuốc gì đó vô, khỏe lại. Mới hỏi ông bệnh sao? Ông là không bệnh chứ, ông đi ngang gặp ma. Rồi chỗ đó đó, nói hỏng đất, đi hỏng đất chừng 5 tấc, không có đầu. Trời, anh giơ tay ngoắt ông. Ai nhà đâu, ông kia ông quay về nhà đó. Là con gái của ông đó, ông học lớp cấp 3, mặc áo dài. Cho nên nhặt đồ băng điểm phơi trên hàng rào á, móc trên hàng rào á. Ông đi ngang, ông thấy nguyên bộ đồ trắng mà rồi đánh trăng bằng bạc, mặc đồ trắng rõ lắm. Cái ông xỉu. Cho nên thấy gà quá quất á. Nên quý vị mai mốt rồi gặp mà gì nhát nhát, quý vị phải định thần nhìn kỹ nó coi nó có hỏng đất không rồi ha. Cho nên nó là đừng có sợ mấy đó, mình nhìn kỹ coi là cái gì, nhầm khi là con người không à. Nói đồn đồn chứ nhầm khi con người ta nhát này nọ, nó nhát nhau á. Nên phơi quần áo ban đêm á, thứ nhất á là dễ ăn trộm chứ quần áo mới. Ngày xưa là có ăn trộm cắp quần áo nha. Còn bây giờ giải nhiều đồ cũ cho người ta không lấy à, có đang cắp quần áo. Cho nên á bây giờ quý vị cũng đừng có sợ mất quần áo, nhưng mà đồ xịn quá cũng có thể có mất. Cho nên á quý vị cũng không nơi khơi quần áo ban đêm trên hàng rào, nó húp hết cái xương á, động xương khuya động ban đêm rồi mình mặc vào ở trong người của mình thì nó lại là không tốt. Nhất là cuối năm á quý vị đừng có phơi đồ tùm lum ở ngoài, nhất là mấy ngày Tết thì làm ơn nên đem phơi đồ ngoài sau đi, hoặc là sấy đi. Có nhiều người ở chung cư thì cao cao mình không nói, nhưng mà mặt tiền đường lớn chứ. Rồi mình phơi ra, phơi mấy cái đồ nhằm khi nhìn vô người ta thấy nó phản cảm. Thấy không? Cho nên quý vị có phơi đồ người ta cũng che lưới đồ lại, dù che lớp lưới mờ mờ nè, ta phơi phía trong. Nếu không có chỗ phơi, nắng nó cũng lọt vô được. Chứ còn mình phơi luôn ra ngoài vậy đó, mà nhất là mặt tiền đường ta chạy xe qua lại đi ngang á, thấy nó không hay. Nên quý vị là tốt nhất phơi đồ trong nhà phía sau. Coi vậy chứ mình cũng phải có cái gọi là cái thẩm mỹ, cái phép lịch sự, cái cảm quan, cái mỹ quan của công cộng chung. Nếu mà mọi người ta phiền mình thì mình cũng mất đi mớ phước. Cho nên nếu quý vị sống sao á là để bớt cho người ta phiền mình hơn, chứ để người ta phiền mình coi chừng phước mình mới bị lỗi lõm mà cũng không hay. Cho nên đó quý vị á, những cái người nào mà nằm viện á, ta nói là phải thay đồ, và khi về nhà là mình phải thay đồ mới là mình mới vào được trong nhà, đại loại vậy đó. Còn thay ở đâu như thế nào á thì người ta chuẩn bị như thế nào. Còn cái đồ bệnh viện không được mặc ở nhà là người ta sợ. Sợ cái gì? Tức là người ta sợ cái tâm lý thôi. Sợ ví dụ như bệnh viện á, trong đó có trượt khí nhiều, có nhiều người á bệnh hoạn á, trượt khí nhiều. Cho nên á bây giờ á, nếu mà mình như là quần áo ở trong đó, như nó hấp cái thụ cái trượt khí đó đó, khi mà mình hấp thụ trượt khí rồi mình mang về nhà làm cho nhà nó xui xẻo cuối năm. Người ta không muốn, người ta muốn thay quần áo đó để ông bọc về nhà giặt đồ sạch, xịt dầu thơm rồi cho vô cho dữ dội lên, để cho là ngày cuối năm nó tống ô uế đi. Cái đó thứ nhất. Cái thứ hai nữa là khi người ta về khỏi bệnh viện là người ta quay mặt về cái một lần ngoảnh đi luôn, không bao giờ là người ta quay đầu nhìn lại gì hết trơn, không có hẹn gặp lại. Hẹn ai thì hẹn, nhưng mà bệnh viện thì không hẹn gặp lại. Gặp lại bệnh viện coi gì chứ, ở nơi nào gặp ngon lành chứ, bệnh viện gặp thôi. Vui nhất là cuối năm mới khỏi ăn Tết luôn, phải không? Cho nên là giả từ, không có gặp ở bệnh viện làm gì. Cái đó là cái điều mà người ta quan niệm. Cái thứ hai nữa quý vị, nếu về cái phương diện mà khoa học á, thì nó mang tính khoa học tâm lý. Là cái người mà bệnh ở trong bệnh viện á,
cái cảnh của bệnh viện nó tác động vào tâm lý của người ta. Cho nên những cái gì mà nó còn dính dáng tới bệnh viện, khi mà đi về nhà ta muốn bỏ lại hết, ta không muốn dính cái tâm lý đó. Bây giờ ví dụ như quý vị là có người thân bệnh, hoặc là bản thân mình bệnh đi vào ở trong bệnh viện, thì khi mà mình vào trong bệnh viện cái mình cảm thấy mỗi không khí nó buồn. Đây là bệnh mà người ta đau, người ta nhức, buồn. Còn những người bệnh người ta than, người ta rên. Có người than rên vì bệnh tật, người than rên không có tiền viện phí, vân vân. Rồi người than rên là không còn thời gian để đi làm, nhất là cuối năm nữa, làm ra tiền nữa. Cuối năm còn thưởng Tết này nọ rồi mới về quê cho vui. Còn đằng này cuối năm bệnh hoạn thì làm sao xếp hạng, rồi làm sao thưởng Tết, thưởng nhất gì. Cho đó là quý vị thấy lại cuối năm là người ta phải tranh thủ đi làm. Cho nên những cái gì mà dính tới bệnh viện thôi, trả lại bỏ lại hết là vì lý do đó. Cho nên nói về tâm lý là người ta không muốn mang cái gì từ bệnh viện về chứ. Nhưng mà ví dụ như rồi về nhà người ta phải tắm sạch sẽ là khoa học rồi nha. Tại trong bệnh viện thường thấy mình hít thở này vô, rồi mình tiếp xúc với môi trường bệnh đó, với trùng, với khuẩn, virus tùm lum hết trơn. Thì về nhà mình phải tắm rửa sạch sẽ, đem đồ đi giặt rồi thay đồ trước khi vô nhà được, vân vân. Thì những cái điều đó là về khoa học cũng phải nên cần thiết. Tại vì khi mà các cái mảng bám trong bệnh viện, biết nhiêu người, đa phần người bệnh, rồi người nuôi bệnh, rồi là lây chéo nhau á, cho nên người ta sợ. Nên là ta giặt đồ sạch sẽ các cái, rồi là người ta đi về nhà cho nó ngon lành cái khi mà chúng ta đi về nhà. Cái điều thứ hai á, Phật tử nói rằng là kiên cự về cái sự dọn dẹp nhà cửa cuối năm. Nếu mà chúng ta không có dọn dẹp á, cuối năm không dọn dẹp nhà cửa mà để dán nhện, dán này, dán kia, nhà cửa ẩm thấp đó là dễ gây bệnh. Cái thứ hai nữa, trong cái môi trường đó như là cái trượt khí nặng, cho nên là người ta không có cái thanh khí, nó không có cái là gọi là cái sức sống bằng là người ta dọn dẹp mới. Là bây giờ ví dụ như ha, mình là kiên kỵ gì? Kiên kỵ là cuối năm để yên nguyên nhà cửa đó, gì đâu mà đồ đạc lộn thộm, rồi á là không giặt đồ giặt đạc, không quét dán nhện, không lau chùi nhà cửa. Cho nên ông bà mình á có cái 25 đương bà cho đến 29-30 là rước ông bà, thì trong khoảng thời gian đó đó ta dọn dẹp nhà cửa, bàn thờ sạch đẹp, lau chùi thẳng thốn đâu đó đàng hoàng, tất cả đều được ngon lành. Như vậy thì mình mới thấy rằng là khi mà chúng ta dọn dẹp nhà cửa thì đây là một cái điều rất là tốt đẹp. Tại vì khi mình dọn dẹp thoáng mát này nọ, các cái con vi trùng, vi khuẩn, vi rút đó nó không có chỗ để mà nó sống. Tại vì các con đó thường hay nó sống nơi ẩm thấp, nơi dơ bẩn này nó là môi trường cho các con vi trùng, vi khuẩn, vi rút nấm nó phát triển. Còn mà chúng ta lại không có dọn dẹp nhà cửa một năm trời luôn, quý vị biết là trong hốc rồi bụi nó đóng, rồi là trên tường, rồi ở dưới nó sàn đóng rong đóng riêu, trong nhà tắm toilet rác rưởi, rồi nhầm nơi người ta có ổ chuột rồi nữa, rồi nhầm nơi dán nhện đó, cho nên ở nhà mình tóc ra hết. Rồi đó là cuối năm tóc ra hết, ta dọn dẹp thổi bụi hút bụi rồi lau chùi, rồi cái gì cũ bỏ đi, đồ tồn kho này nọ lâu ngày lâu năm để thăm căn khu đế trong kho rồi đó bỏ đi đựng tiếc. Cuối năm nhà cửa thoáng mát chừng nào, trống chừng nào tốt đấy. Cho nên mình đem hoa tươi rồi hoa khô rồi về mình trang trí trang điểm vô cho lộng lẫy ngôi nhà. Mình nhìn vô thấy không khí Tết này, không khí Tết đặc trưng có hai màu, màu vàng với màu đỏ. Cho nên đó là mai vàng, thấy không, hoa đào hồng đỏ, rồi là người ta làm lồng đèn cũng đỏ, lồng đèn vàng vân vân, tức là những cái màu sắc sặc sỡ rực rỡ
nó làm cho anh mới. Rồi người ta còn xông trầm để mà người ta tẩy trượt, tẩy uế cái nhà mình nữa. Hoặc là xông trái bồ kết á, quý vị không có trầm lấy trái bồ kết đốt lên xông quạt, rồi trầm hương hoặc gì đó. Mua trầm gọi là trầm trồng á, nuôi cũng được. Thì cái loại đó tuy là nó không có là tốt bằng cái loại thiệt, nhưng mà cái loại thiệt á, thì tiền đâu mua. Cho nên á, mình mua mấy cái loại thường thường á, nhang trầm đó đốt lên mình quạt ở nhà mình, tẩy uế xong nhà xong cửa cho nó, rồi dọn dẹp lau chùi sạch sẽ hết, như là chén bát nè, chén bát rửa sạch hết, không cho nóng khô hết. Rồi ở dưới quê người ta còn đem ra phơi nữa, nồi chảo thao chén đũa ở trong các tủ chén gom ra hết, rồi mình dọn cái tủ chén luôn, dọn tất cả cái rồi đem ra phơi hết, phơi sạch bách hết. Rồi là mùng mền chiếu gối chăn màn gom hết giặt hết, là ủi đâu đó đàng hoàng xịt bông thơm, dùng nước là thơm nào, lên ngon lành hết. Rồi toilet chà đâu đó sạch sẽ hết, từ trong ra ngoài, trên tường xuống. Rồi người ta còn sơn tường rồi lại, mình không, tường mình chưa cũ thôi khỏi. Rồi tranh ảnh đó, lấy cái nước xịt kiến á, ta xịt lên, ta lau tranh ảnh có cái miếng kiến ở trên đó, lấy nước xịt kiến rồi mình lau lên cháy mấy chục ngàn. Rồi lấy mình cha lau lên, lau sạch sẽ hết, ngon lành hết, thấy không? Như vậy thì chúng ta mới thấy một cái điều ở đây á, là nhà cửa mình không có dọn dẹp, đó là một điều rất là kiêng kỵ nha. Vào cuối năm nên dọn dẹp nó có sinh khí, còn không dọn dẹp là nó không có cái sinh khí. Mà quý vị biết nó không có sinh khí thì làm sao mà chờ đón một năm mới mà nó ngon lành được. Phải cái điều thứ 8 á quý vị, cái người mà liên tục gặp cái xui xẻo á, ví dụ như đây nè ha, cái gì người ta làm ăn cũng được chứ, còn mình làm dính, người ta là trồng sầu riêng, người ta bán làm giàu, mình trồng sầu riêng không có trái nào, rồi có trái nẹo cây chứ không đậu, mà đậu rồi á thì lại nó lép, không có muối. Rồi có muối rồi thì năm đó giá rẻ bèo luôn, lỗ luôn. Cho nên người ta trồng ngon lành, nhằm khi mình trồng năm đó mưa bão không, mắt lắp gốc muốn chết luôn, gấp bằng ba cái cao su đó lắp xuống đường cho nước nó chảy xuống đó, rồi nuống xuống đường mương. Cây sầu riêng mà nước ngập là thua, ngập chết ngắt. Cho nên người ta trồng cao, rồi người ta đi đó đường mương là úng thủy đó, rồi người ta còn đưa đi nước đi chỗ khác cho nó thấp hơn. Nói chung là gặp vẫn xui xẻo, Tết đến bài cào ta chín nút mà không mà mình bù không, ví dụ vậy đó, xui. Hoặc là làm ăn kinh doanh đó, nó cho vui, làm ăn kinh doanh này nọ đó không có gì, thì làm không có được gì hết, rồi làm được thì không giữ tiền, đầu năm cuối năm làm tất bật, làm muốn chết luôn, cuối cùng không thấy tiền bạc đâu hết trơn, tới mua cặp dưa hấu mà mua không nổi nữa. Cho nên là quý vị thấy là không biết đường đâu rờ, đường đâu lợn. Nên cái người đó quý vị nếu mà gặp xui xẻo đó, đó là một điều kiêng kỵ, kiêng kỵ xui xẻo cuối năm. Cho nên mình muốn hết xui xẻo cuối năm mình đi xả trượt đi, mình gọi là mình đi tẩy trần, đi xả trượt thay đổi không khí. Cho nên đó, quý vị nào gặp xui xẻo đó ha, đi xa bỏ cái nơi chỗ mình á thời gian, rồi quay lại làm như con người mới vậy đó, cho nó hấp khí âm dương đồ lại. Chứ còn giờ sao thấy xui quá đụng gì á là ấy, cái đó. Vậy thì Phật tử hỏi tại sao lại là đi xa nó hết xui. Quý vị, xui là gì? Xui á là cái nghiệp xấu ác nó tới. Như vậy á thì cái duyên nó đến dồn dập ở cái nơi đó, cái duyên nó tập trung ở cái khu đất đó, dùng đất đó, nó duyên nó tập trung.
Cho nên mình bây giờ á, mình chánh duyên, nói chung đi xa chánh duyên có ở đâu. Chánh duyên thì cho nó đừng có tập trung nữa. Ví dụ quả lực mà các bên mà nó đấu, nó bắn pháo bắn liên tục 1000 cái khẩu pháo, bắn có 1 điểm 1, bắn không banh nữa là thôi. Cho nên đó quý vị á, là nên đi xa đi, chánh duyên đó, chứ không phải đi xa hết xui. Nhưng chánh duyên, chánh duyên xui thì nó đâu có xui đâu. Rồi lâu lâu quy về như mặc đồ mới về vậy. Nên tránh duyên anh ơi đó, tránh càng xa càng tốt, đừng có lại xui xẻo quá. Thôi nó quá xui thôi, không có ở đó nhiều. Duyên này duyên không phải của mình, cho nên đi đâu cũng được, chứ đi xa chỗ này kia đi ca, càng xa càng tốt. Đi xa để cho mình được cái có thời gian mình nhìn lại, có thời gian mình relax, thư giãn, có thời gian mình nhìn lại có những cái hoạt động của mình nó phù hợp chưa, cái xui xẻo này nó đến từ đâu, vân vân. Nhìn lại, nhìn kỹ lại, nhìn thiệt kỹ lại coi cái điều đó nó nằm ở chỗ nào. Cho nên đi xa có cái dịp để chúng ta thay đổi không khí, có thời gian nhìn lại chính mình, có giống hệt như mình bước ra ngoài cuộc đó, mình nhìn vào ở trong cuộc, mình nhìn vào lại nơi đó. Nên nó đi một cuộc hành trình, nếu gặp xui xẻo nhiều quá thôi hành trình đi ha. Hành trình đi xa đợi chút xíu để cho nó bớt đi cái duyên mình gặp xui xẻo ở trong năm. Rồi ta hỏi là nói là tại sao kiêng để giường và gương ngủ đối diện với cửa ra vào. Cái này phong thủy, trong sách phong thủy nói cái giường với cái gương á là không được đối diện với cửa ra vào. Vậy thì đối diện cửa ra vào có sao không? Sao quý vị? Cái cửa ra vào cái giường là giường mình ngủ, ai đi vô ra cái tay cũng ngó chúng cái giường mình ấy chứ gì. Giường mà là nơi riêng tư, hiểu không? Nơi ngủ nơi riêng tư, đi ngang ai cũng ngó ai vô hết trơn rồi thì còn gì nữa riêng tư, hiểu không? Cho nên là đặt ra chân cái chỗ cửa ra vào mà chân cái giường mình nó lại là không ổn. Khách sạn đâu thì được, nhưng mà khách sạn thấy nó cũng không đặt vậy, người ta cũng đặt khúc vô trong hết trơn à, tuy rằng đóng cửa nhưng người ta cũng đặt ở trong hết trơn chứ cũng không đặt ở ngoài. Đây là cái loại phong thủy, ta nói đặt ngoài á thì là nó sẽ không tốt về mặt cái tâm mình á, nó không có được bình an. Tâm mình không được bình an, cho nên là ta đặt dịch đi cái nơi phòng ngủ riêng tư nạp mình đi. Về phong thủy mở ra như gió lùa vào phía bên ngoài vào đó, chứ nhầm khi mình cũng đâu biết phong thủy làm sao, phải không? Ví dụ như Phật tử bình thường cũng đâu biết phong thủy làm sao, nhưng mà mình nhìn vô thấy nó bất ổn. Ví dụ ngoài này mình nhìn vô cái mở cửa cái thấy giường ngủ khách khứa người ta lợi, người ta đi ngang cái mình sao mà không mở được, đúng không? Mình cũng phải mở cửa ra mình đi dạo chứ, lỡ người ta cứ đi ngang cửa người ta nhìn vô thấy nguyên cái phòng ngủ cái giường đó, rồi mình đặt đồ tùm lum tùm la riêng tư của người ta mà. Cho nên nó quý vị cái đó là điều không có tốt, nên đặt né một bên, tránh một bên. Rồi cái kiến sao in hình mình vô đó, ví dụ như ở đây mình ngủ mình ngồi vậy mới thức dậy nhìn vô giường. Sáng sớm nhìn gương chải đầu còn đỡ, mà ban đêm mà đèn mờ mà ngồi vậy nhìn vô gương thấy nguyên cái bóng mình ở trong đó, hiểu không? Ban đêm mà mình giật mình chứ, hoặc là mình á ban đêm thức dậy á, sáng thức dậy mắt ghèn không nhìn vô cái mình còn quải nữa, không chi người khác. Chỗ đó đặt cái gương ở chỗ đó là vét mặt tâm lý là không tốt rồi. Nhưng mà dập phong thủy người ta kỵ, người ta là nó phản chiếu phản gì lúc mình ngủ nọ đó thì nó là không tốt. Thôi cái đó để cho mấy ông thầy phong thủy ông phán. Nhưng mà mình về cái chính tiện lợi tiện năng tâm lý này nọ đó thì cái gương với cái cửa đặt ở chân giường ngủ là không được rồi. Cho nên cuối năm dời qua bên đi, dời chịch bên
À, còn cái giường ngủ người ta trên đầu mình, trên ngủ là không có cây xà nằm ngang nè, nằm ngang cắn cái giường ngủ mình à, vô người trong mình thì cũng không tốt à, cho nên á, và cái xà xiết này nọ đó à, không có để cắn vô đó à, cắn vô đó nó sẽ không tốt, làm cho mình á, là không có được an ổn về mặt sức khỏe. À, nên các nhà phong thủy người ta vô người ta thấy cây xà nằm ngang giường ngang mình à, đặt à, gác lên bàn thờ đó là người ta không có thấy không ổn, cho nên ta làm chích qua một bít, chích qua cái trung tâm chút, ta làm à, chích qua một chút chứ cũng không có ai mà à, làm thẳng à, các cái để à, đối diện đó hết đó, không có gì. Nên á là à, à, cái điều nó điều thứ 10 á à, là à, vợ chồng cắn đắng à, không nên cắn đắng cuối năm, nếu có cắn đắng nên đi du lịch à, cái này á quý vị, có nhiều cái à, cặp vợ chồng hoặc là người yêu, có những cái người người ta không cưới nhưng người ta ở như vợ chồng thì cũng tính y như vậy đó, thì à, cắn đắng à, cuối năm mà cắn đắng là không tốt rồi. À, quý vị, cắn đắng nghĩa là gì? Là hay cãi lộn, sực lộn nhau, không đồng ý nhau, rồi hay à, gọi là chống nhau, rồi hay à, là à, chia rẽ với nhau. Và xuất phát từ cái gì? Xuất phát từ bây giờ người ta, thứ nhất người ta nghi ngờ nhau, thứ hai người ta bớt hiểu nhau, thứ ba người ta bớt thương nhau. Thứ nhất nghi ngờ, thứ hai là không còn hiểu như mọi lần nữa. Mọi lần hiểu 100%, còn giờ hiểu 20-30% à, còn á, là à, mỗi lần tin 100%, bây giờ tin 20-30%, nhằm khi không tin miếng nào. Rồi á, người ta không thương nhau, mỗi lần thương 100%, bây giờ thương còn 10-20% à, vân vân. Nó có nhiều cái lý do ở trong đó. Cho nên muốn tạo cái tình thương mến thương lại cho gia đình đầm ấm á, à, ta nên đi du lịch xa nhiều ngày, ví dụ như á, à, đi Đà, trong nước đi Đà Lạt, Nha Trang, Bà Nà, đi miền Bắc khu du lịch Bái Đính, rồi á, là à, khu du à, à, lịch của Huế, cố đô ha, hoặc là cố đô Hoa Lư, rồi các cái chùa Tam Chúc, rồi chùa hoặc là đi núi Châu Đốc, rồi hoặc là đi biển Nha Trang là trong nước, hoặc là đi miền Bắc bên Mã Xì Phèn gì đó à, của mà trên à, cao nguyên à, Đồng Văn à, hoặc là đi Sapa à, cuối năm à, lâu lâu cũng có tuyết à, nhân dân đó là trong nước. Còn tiền mà khá khá chút nữa thì đi ngoài nước, mấy nước gần gần như Đài Loan, Nhật Bản, Hàn Quốc, gần nữa thì Lào, Thái Lan, Campuchia à, còn xa chút nữa như Mỹ, như Anh à, rồi á, là các nước ở châu Âu à, khối Schengen à, vân vân. Nói chung là để làm chi? Thứ nhất, có thời gian gần nhau, ăn cơm chung, đi chơi chung, rồi á, là thời gian gần nhau để người ta bày tỏ bộc bạch, giải quyết những cái gì nó tồn động mà bấy lâu nay người ta chưa có cái dịp. Cho nên có nhiều người á, là người ta hạnh phúc bị tan vỡ, cho nên á, là người ta muốn à, hàn gắn. Có nhiều người hàn gắn phải nhờ cái người thứ ba, cái gia bác nào, chú nào, cô nào có uy tín á, thì người ta mời cái người đó đi đến để đứng ra làm cái người thứ ba để giải quyết lại những cái hàn gắn đó à, quý vị. Nhưng mà cũng không phải là keo 502 dán là dính, dán là dính à, cho nên quý vị thấy là cái sự hàn gắn đó cũng chưa chắc phải là nó là một cái ngon lành đâu. Nên nó tự mình hàn gắn thì nó là cái điều tốt nhất, là tự mình hết tất cả cái tự mình hàn gắn. Cho nên đó là tự mình hàn gắn bằng cách nào à, bây giờ mình hàn gắn bằng cách nào đó, cách đi xa nè, có thời gian gần gũi, có thời gian yêu thương, có thời gian lo lắng chăm sóc nhau, có thời gian cơm chung, có thời gian hiểu nhau hơn à, quý vị.
người này á là nghĩ rằng là không có người kia thì người này buồn, và ngược lại sự cần thiết với nhau trong cuộc sống thì người ta sẽ trở lại, tuy là nó không phải như ban đầu 18-20 nhưng là trở lại trong tình thương, mến thương, tình nghĩa. Đâu đó người ta sống rồi người ta nghĩ tới con cái vân vân, rồi người ta sẽ kéo dài. Chứ bây giờ mình tìm một người đi tới từ đầu, biết đâu mình lại lầm nữa thì sao, nhầm khi cái người sau còn tệ người trước. Mình thấy ngon ngon đó, nhầm khi nó không ngon là sao, phải không? Nhầm khi bán bún nè, trời ơi, để bún là ngon tuyệt đỉnh rồi này nọ, ăn vô một cái một le lưỡi, phải không? Cho nên mình nhìn vô nhìn á, chưa chắc á, thấy ngon chưa chắc đã ngon, nếm mới biết ngon hay không. Mà nếm cũng chưa chắc đã ngon nữa, ăn mới biết ngon hay không. Nếm nhầm khi cái gia vị người ta nêm vô thấy nó vừa lưỡi nhưng ăn vô nó sẩm xì sao. Cho nên đó là thôi quý vị mình hãy làm lại những cái gì đã mất, tức là nên đi du lịch vợ chồng mà cắn đắng với nhau. Nhưng mà nếu giờ bây giờ cái đó là 10 câu nha, câu số 11 là tới thầy nè. Ví dụ như á, là về phương diện Phật giáo thì cái gì là kiêng kỵ vào cuối năm đó, quý vị hiểu không? Phương diện Phật pháp giáo á, là kiêng kỵ về cuối năm á, là gì? Là chúng ta tham công tiết việc, nghĩa là làm việc hết vậy đó, không có lo gì ở nhà hết, không nhớ tới đàn ông, không nhớ tới vợ con, đàn bà không nhớ tới chồng con, rồi không nhớ tới cha mẹ anh em, không nhớ tới mồ mả tổ tiên, đi là dãy mã hoặc là đi sơn, đi phết, đi dọn ông bà tổ tiên, rồi về thăm cha, về thăm mẹ, mua này kia chuẩn bị ăn Tết, lo lắng này kia, chuẩn bị ăn Tết, rồi mồ mả lâu năm phải sơn phải phết nếu mã đá, rồi nhà mồ đó sơn phết có dột có giết này nọ gì không? Sơn phết lại vân vân. Cho nên đó quý vị á, là về phương diện Phật giáo Hoa Kỳ là gì? Mình bỏ mặt, trời ơi mình nói trời cuối năm tôi bận quá bận quá bận quá bận quá, không có lo cho cha lo mẹ gì hết, không cho lo cho nhà cửa hết, tới 28-29 Tết không thấy chậu bông nào hết, rồi không thấy cái gì mà không khí Tết chứ, con cái không thấy sắm bộ đồ nào chứ, đó kỵ dữ lắm mà nghe. Rồi ông bà cũng không có về dọn dẹp bàn thờ, trứng bông trái cây này nọ lum la không có gì hết, nào thấy không? Nhất là mồ mả ông bà, thứ hai là bàn thờ ông bà, thứ ba là nhà cửa cha mẹ mình hoặc là nhà cửa riêng tư, vợ chồng con cái quan tâm lẫn nhau, sắm đồ Tết cho tiền nữa, nó nói nhiều nhiều thứ lắm để người ta thấy không khí Tết, sự quan tâm trong đó mới đầm ấm mới an vui, quý vị. Còn là bàn thờ Phật phải kinh kệ, rồi cuối năm phải có thời kính rồi thắp nhang rồi xong trầm rồi lên để đèn đuốc rực rỡ trang hoàng điện Phật cho ngon lành rồi lên dữ dội lên đó, thì là chứ còn mình để đó là kỹ lắm mà, thấy không? Nên mình phải biết tới ông bà đi. Có nhiều người đã chạy xây mã đá không dọn dẹp gì thầy, không dọn dẹp cái đó cúng thăm, thăm cúng sơn, rồi là mới sơn năm ngoái, năm ngoái thì đi ra coi coi có cái gì không, bởi vì mình cũng phải ra coi coi người ta có rồi bỏ cái gì chổng không. Có nhiều người người ta cột trâu giống á, trong nền mộ á, ta đem trâu ta cột chổng không có chỗ cột á, là đâu có được, dẫm lên mộ phần này nọ đâu được, cho nên mình không cho. Nói chung mình phải coi coi nó bị cái gì được không, không bị gì thì tốt, mình nguyện với ông bà. Chứ nó là dài mộ bằng đá rồi ai phá, đồng ý không ai phá, nhưng ra coi coi có gì không, rồi mình dọn dẹp sạch sẽ gì không. Rồi á là lo cho nhà cửa, lo cho ai thì lo, làm quan làm chức giám đốc giám điếc gì đó, nhưng mà mình cũng phải lo gia đình người thân, hiểu không? Con cái có đồ Tết chưa, nhà cửa có bánh mứt có kẹo đãi khách chưa, rồi lại có dọn dẹp gì nhà chưa, giặt đồ giặt đạt mùng mền chiếu gối gì chưa, rồi có trang trí bông hoa quét dọn xịt cho nó láng mướt hết chưa đó.
thấy không? Vậy là vui. Còn bản thân mình thì thôi, không mua đồ mới cũng không sao. À, còn có cũng chăm sóc bản thân mình chút xíu cuối năm này, cũng mua này, mới dép mới gì mới gì đó, thì đó cũng để vui thôi. À, không sao hết đâu quý vị. Nhưng mà về phương diện là Phật giáo thì nên cuối năm làm phước thôi. Chích ra gì đó chút đỉnh, làm phước đầu này, phước đầu nọ, phước đầu kia. À, chút cũng được, tuy rằng không có quá nhiều, nhưng mà mình cũng có làm phước cho dân khó khăn, cho những người khó khăn. Chính những cái làm phước đó, quý vị, nó sẽ làm một cái áo giáp bao bọc để cho mình gặp những cái khó khăn, gian khổ, gian trưng trong cái năm tới. Nhờ năm nay phước á, mình làm nó chỗ ra. Còn ví dụ mình không có làm phước, làm gì hết, rồi lấy đâu nó chỗ. Giống mình không trồng cây mít thì làm sao có trái mít. Không trồng cây chanh thì làm sao có trái chanh. Hiểu không? Mình không trồng cây hoa thì làm sao có bông hoa. Cái gì thì chúng ta cũng có tận tâm, tận lực, có là để tâm tới thì mới được. Còn không tận tâm, tận lực, không để tâm tới thì làm sao có thể mà chúng ta đạt được cái hạnh phúc, cái an vui quý vị. Cho nên cái 10 cái điều mà kiêng kỵ cuối năm này nè, mình phải nhớ nếu muốn một cái năm sau được an ổn, bình yên, tài lộc, sức khỏe đủ đầy, vân vân, thì chính là cuối năm này mình mới set up, mình mới làm lại cho nó ngon lành hết. Khi mà mình làm lại ngon lành hết đó thì tất cả các cái đều đem lại cái niềm hỷ lạc, niềm hạnh phúc, an vui cho mình và cho gia đình. Thấy á, là cái người mà thường hay gặp những cái ác duyên, thường hay mà không gặp may mắn ở trong đời đó, là đầu tiên là người đó thiếu phước. Có nghĩa là mình thiếu phước hay gặp những cái điều đó hơn là người có phước. Ví dụ như chúng ta thấy một cái người có phước á, thì họ sẽ gặp đủ các cái may mắn vậy nhé. Ví dụ như á, họ người ta làm không được, họ làm ăn được. Đó, người ta gặp cái hoàn cảnh khó khăn mà họ không có khó khăn gì lắm. Trong lúc mọi người xung quanh đó là đói khổ, nhưng mà họ thì không có đói khổ. Có nghĩa là do nhờ vào cái phước, mà phước đó là phước sâu dày. Cho nên đó quý vị, cái đầu tiên hết tất cả các cái mà mình cần phải chuẩn bị cho mình đó, đó là cái chữ phước. Nên mình muốn tống cái xả, cái xuôi cuối năm đi, để cho mình được cái hên của đầu năm mới á, thì mình phải có cái phước báo sâu dày. Tức là mình phải tạo cái phước báo sâu dày cho cá nhân của mình. Chứ nếu mà mình không tạo được phước báo sâu dày á, thì chúng ta không có đẩy được cái xuôi. Đẩy cái xuôi nó không phải là do sức mạnh. Đẩy xuôi nó không phải là do cơ bắp, mà đẩy xuôi nó là do phước. Ví dụ chúng ta có phước á, thì mình gặp những cái thuận duyên hoặc là cái thiện duyên. Thuận duyên với cái thiện duyên, ví dụ như thuận duyên á, là làm cái gì á, nó cũng không có ai chống đối gì hết chứ. Còn thiện duyên là chúng ta sẽ gặp được những cái điều lành, điều tốt ở trong cuộc sống, gọi là thuận duyên và thiện duyên. Nhờ có cái phước báo này nè mà nó đem lại cho mình. Cho nên đó quý vị thấy là giúp ai được cái gì thì chúng ta sẵn sàng và mình giúp đi, mình đừng tiếc. Dầu cho đó là công sức, dầu cho đó là tiền bạc, dầu cho đó là của cải vật chất, chúng ta hãy giúp đỡ cho mọi người đi quý vị. Nếu thật sự là họ cần thiết, thật sự là họ khó khăn. Có những người nói là bây giờ mình cũng khó khăn lắm mà còn giúp đỡ cho ai. Thực ra giúp đỡ á, không phải là dư mới giúp, mà giúp đỡ là nằm ở chỗ tấm lòng giúp đỡ, chứ không phải là dư giúp đỡ. Có những người á, nói rằng là thôi bây giờ chừng nào mình dư á, thì mình hãy từ thiện. Mình dư ha là mình giúp đời, mình dư á thì mình làm này cái kia cho người ta. Thực ra không phải vậy quý vị, là cái tâm. Bây giờ ví dụ như
cái người mà không có tâm á, giúp đỡ người khác á, dầu cho họ tiền rừng bạc bể đi nữa, họ không xuất ra đồng nào chứ. Thì đó là quyền của họ, quyền sở hữu của họ, được pháp luật bảo vệ. Nhưng mấy người nhầm khi á, họ không có dư giả gì nhiều, nhưng mà họ hay cho đầu này cho đầu kia, bằng chính cái của họ, họ cắt ra cho bên đây ít, cho bên kia ít, cho bên nọ ít, họ cắt ra. Như vậy á thì mình mới thấy á là cái phước không phải là mình đợi khi nào mình dư mình mới có thể tạo phước được. Cái phước là nằm ở chỗ mình phát tâm. Có nghĩa là phát tâm mình làm phước thì dầu cho mình có thiếu thốn cỡ nào đi nữa, nhưng mà mình chia sẻ vẫn chia sẻ được. Nếu chúng ta có lòng thương yêu, có tâm giúp đỡ, thì chúng ta có thể chia sẻ được cho tất cả mọi người. Còn mình không có lòng thương yêu, không có tâm giúp đỡ, thì dầu cho mình là dư giả dữ lắm, nhưng mà mình không có giúp. Dầu cho là mình giàu sang dữ lắm, nhưng mà cũng không có làm từ thiện. Nên từ thiện xuất phát từ tâm thiện, từ thiện xuất phát từ tâm thương yêu, thấy chúng sanh đau khổ, thấy chúng sanh thiếu thốn, từ đó mình phát lên cái tâm mình giúp đỡ cho mọi người xung quanh, thì đó mới tạo thành cái phước. Và nếu mà mình làm thường xuyên, cái phước báo nó sâu dày lần lần lên. Nên những cái gì mà chúng ta làm tạo ra phước, như là công quả, như là bố thí, như là cúng dường, như là lời nói, hành động giúp đỡ kẻ khác, thì mình đừng có từ nan. Hãy làm đi quý vị, nó không có mất ở đâu chứ. Ở trong pháp giới này là không có mất ở đâu chứ. Nhằm khi có nhiều người nói còn con làm phước quá, sao con không gặp phước dân thầy. Mình bỏ vàng kim cương vô tủ khóa lại, gặp đâu được gặp. Đâu phải là mình làm phước cái mình thấy cái phước liền tại đó. Khi mình làm phước xong á thì cái phước nó đi trong vũ trụ. Nhưng mà giống hệt như nó cột cái cọng dây theo mình vậy đó. Dầu cho mình đi bất kỳ cái loại nào, dầu cho mình bất kỳ ở cảnh giới nào, thì cái phước đó nó vẫn theo mình, cho đến khi á nó gặp đủ duyên thì nó quay qua lại với mình. Nên tất cả những lời nói tốt, những hành động thiện, những việc làm tốt đẹp, những ý nghĩ tốt đẹp, những tâm tốt đẹp, nó không bao giờ mất đi hết á. Nên quý vị nhầm khi làm một điều tốt, quý vị muốn người khác ghi nhận, cái đó là mang tính chất ở thế gian thôi. Người khác không ghi nhận á thì cái nhân quả nó cũng ghi nhận cho mình. Dầu cho mình có hồi hướng hay không hồi hướng thì cái phước nó vẫn đến với mình. Bây giờ ví dụ như á, chúng ta làm cái đó là được cái phước, mà chúng ta không nêu lên gì hết, âm thầm làm thôi, thì cái phước nó vẫn đến với mình. Tùy vào tâm lực phát tâm mình lúc đó như thế nào thì cái phước nó đến với mình, chứ không phải là chúng ta phải nhắc nhở thì phước nó mới chạy tới, không nhắc nhở phước nó quên tới là không phải. Đây là nhân quả. Nên mình làm gì mình hoan hỷ chừng nào phước lớn đó. Có nghĩa làm gì mình vui vẻ làm đi, kể nó cười làm. Dầu cho làm từ thiện, hay dầu cho là công quả trong chùa, hay là dầu cho mình đi bố thí, hoặc là dầu cho mình cúng dường. Đừng có bao giờ cái gì chúng ta cũng quy ra tiền, có nghĩa là cái này có tiền mới làm được, kia có tiền mới làm được. Duyên thôi. Duyên có tiền mình làm, không có duyên á thì chúng ta làm giúp đỡ người khác nhiều cái hình thức khác nhau, chứ không phải là có tiền. Dĩ nhiên có tiền là dễ giúp đỡ nhất, nhưng mình còn giúp đỡ công sức, giúp đỡ trí tuệ nữa làm chi. Mình có thể an ủi cho người ta, có thể giải thích cho người ta, có thể dạy cho người ta, có thể hướng dẫn cho người ta, có thể hướng đạo cho người ta, nhiều thứ lắm. Hoặc là mình có thể nói những cái lời mà làm cho người ta an tâm, nói những lời khuyên làm ta an tâm, hoặc một cái hành động từ ái làm cho người ta nhẹ lòng đi trong lúc gặp sỏi đá khô cằn. Có những cơn mưa lời nói của mình, có những cử chỉ hành động dịu dàng mát mẻ đến cho người khác, để cho người ta an tâm hơn.
Cho nên tất cả các cái trên đời này nó đều là phù du thôi, không là gì hết. Nhưng mà biến những điều phù du đó thành phước báo không phải là ai cũng làm được. Nên người phải có phước báo sâu dày. Không có phước báo sâu dày á quý vị, thì tất cả các điều xui xẻo nó không có đi qua khỏi, nó không có đi đuổi nó đi được đâu. Cho nên là chúng ta thấy buổi tối tối sáng sáng thường là hừng sáng và vào ban đêm, tùy vào người buôn bán quý vị. Quý vị thấy họ lấy cái giấy họ đốt đó, họ đốt bên đây họ đốt bên kia ha, rồi họ sang qua họ sang lại. Có nhiều người làm thấy ghê lắm, đốt rồi phun rồi làm tùm lum hết, rồi lấy muối thảy, có nơi đốt muối luôn, đốt muối nổ chát 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 chát, có nơi đốt giấy quơ 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 quơ, người ta xả xui á, người ta đuổi cái xui đi á bằng cách đốt đó. À, có gì cái đó là cái mình nghĩ thôi, cái đó là mình nghĩ tự nghĩ ra thôi. Mình giống như là ma nó ám, mình đốt thấy lửa ma nó sợ cho nó chạy đi, chứ thực tế nó đâu phải vậy. Mà mình có nghe con ma nào nói nó sợ lửa không? Quý vị sợ lửa là mình nè, nó cháy nó bỏng nó phỏng là mình nè mới sợ nè. Chứ thấy con ma nào nó sợ lửa, mày thấy chưa? Mình là mới sợ lửa nè, gần đầu mình mới suy ra là con ma nó sợ lửa nên mình đốt để tống đi, tống những cái điều điềm mà xui xẻo đi vân vân. Chứ thực ra mình chiêu cảm cái xui xẻo đó là ở chỗ cái ác nghiệp, nên mình lấy hoa thơm mình lấn áp cỏ dại, lên trên bàn Phật mình sám hối cái tội lỗi mình gây ra nhiều đời nhiều kiếp tới ngày hôm nay đi. Sáu căn mê lầm ba nghiệp tối tâm, chẳng hay chẳng biết rộng phạm nhiều đường dữ. Hôm nay mình thành tâm mình sám hối, rồi quý vị cứ làm phước đi, miệt mài làm phước nó không mất đâu. Lưới trời tuy rộng mênh mông, vạn đời muôn kiếp mảnh long không ngoài, không mất đi đâu. Dầu cho đó là một lời nói, một hành động, một cử chỉ, hay là chúng ta cho tặng bằng tiền bạc vân vân, nó cũng không mất đi đâu chứ. Có nhiều người người ta làm ta thấy rồi sao tiếc quá, tạo phước mà tiếc cái gì. Ví dụ như ta lấy tiền ta cho người nghèo, cái người ta về người ta cảm thấy người ta tiếc quá. Mình tạo đã tạo ra phước rồi mà còn tiếc cái gì nữa quý vị. Phước nó có thể là chuyển thành tiền, và tiền nó có thể chuyển thành phước, công sức có thể chuyển thành phước, và phước có thể đổi ra tiền. Lời nói có thể biến thành phước, và phước có thể đổi ra tiền. Hành động có thể biến thành phước, và phước có thể đổi thành tiền. Cho nên phước nó là một vật ngang giá ở trong vũ trụ, còn vàng và tiền là vật ngang giá thế gian. Cho nên qua bên vũ trụ bên kia là mình phải đổi qua vật ngang giá khác, đó là phước chứ không phải là tiền nữa. Tiền không đem đi được, chết không mang tiền đi theo qua thế giới bên kia được, không mang theo của cải tài sản vật chất qua thế giới bên kia được, mà phải mang bằng phước. Cho nên giá nào ở trong đời sống, cách nào đi nữa chúng ta cũng phải tạo phước. Nếu chúng ta không đủ phước nó làm cái quả, không đủ phước thì thường thường quả nó đến, tại gọi là xui đó. Cho nên đâu phải ai cũng xui đâu, do đó là năm đó không đủ phước mà gặp ác duyên nhiều. Nên trong những trường hợp đó quý vị, thứ nhất là chúng ta phải thông hiểu nó. Để làm chi? Để mình không có bị căng thẳng, áp lực, stress, trầm cảm đó chứ nó, dầu cho nó đến. Chứ còn bằng không là nó tấp bên này, nó tấp bên kia, nó đến với mình với những cái tần sức và những cái cường độ lớn, và tần sức nó dày đặc, gọi là đổ nghiệp đó. Thì con người ta là chới giới, cái đôi giày bé nhỏ con người không thể chống lại cái sức mạnh của tạo hóa, sức mạnh của thiên nhiên. Cho nên mỗi khi nghiệp nó đổ dồn tới cái là mình căng thẳng dữ lắm, căng thẳng áp lực, sầu thương oán giận, sầu bi khổ u não. Cho nên đó quý vị, mình phải hiểu các cái quy luật của cuộc sống như vậy đó. Cho nên mình bình tĩnh đối diện, đón nhận tất cả cái đang xảy ra,
Muốn giải quyết nó thì nó xuất phát từ đâu mình giải quyết chính ở đó. Giống như cái cọng dây cột vậy đó. Mình cột cái mối nào trước, cái mối nào sau. Mối nào sau mở trước, mối nào trước mở sau. Đó, 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 chúng ta phân theo đó. Ví dụ, như người ta lấy đó, người ta cột lại, cọng dây mình cột. Cái nút thắt đầu tiên là nút thắt trước nhất, nút thắt thứ hai, nút thắt thứ ba, nút thắt thứ 10. Là mình cột từ nút thắt thứ 1 đến nút thắt thứ 10. Nhưng mình mở là từ nút thắt thứ 10 đến nút thắt thứ 1. Có nghĩa là cái gì mà nó gây ra ở đâu thì chúng ta giải quyết đúng ở chỗ đó thì nó giải quyết được vấn đề. Cho nên không có gì căng thẳng hết á, mình bình tĩnh đi, mình nghiên cứu, mình coi cái đó nó xuất phát từ đâu. Vấn đề đó giải quyết như thế nào rồi chúng ta bình tĩnh giải quyết. Đừng có bao giờ giải quyết vấn đề khi chưa biết nó là gì và chưa biết cách giải quyết. Có nhiều người thấy rầm giải quyết được, giải quyết liền tại chỗ mà không hiểu nó là cái gì. Quý vị á, thấy nó rất là nguy hiểm. Khi mà chúng ta không biết nó là cái gì thì làm sao để giải quyết nó được? Không có cách nào mà giải quyết mà không biết nó là cái gì cả. Khi biết nó là cái gì thì chúng ta mới có thể giải quyết được nó. Còn không biết nó là cái gì thì đừng có bao giờ mà giải quyết nó. Tại vì chúng ta giải quyết mà giải quyết không biết giải quyết cái gì. Cho nên khi quyết định, khi làm gì phải bình tĩnh. Bình tĩnh để chi? Để biết nó là cái gì. Còn cái người hấp tấp á, là cái người không biết nó là cái gì mà đi giải quyết một cái vấn đề mình không biết, thì đó không phải là người trí. Cái người trí là giải quyết vấn đề là mình phải hiểu cho nó, phải hiểu nó. Hiểu càng tường tận chừng nào mình giải quyết chính xác chừng đó. Mà cái gì để hiểu nó? Bình tĩnh á. Bình tĩnh quan sát để làm chi? Để hiểu nó là cái gì cái đã. Tự nhiên á, thằng con về nhà thấy mặt máu không, mẹ nó sao mà máu kêu nó đánh con ra sao, kêu em ruột đó rồi với ông chồng đi dắt vào và đâm mình kia, làm bên chết hai người, bên chết người. Cái sự việc biết cái gì hết trơn mà đi giải quyết, dứt dao giải quyết thấy con về mặt máu không. Tới chừng ta điều tra ra được là con nó đánh người ta trước, hiểu không? Lưu manh đánh người ta trước rồi người ta mới quánh lại. Vậy mà cuối cùng phải hỏi ra đi cái sự việc nó là sao. Ví dụ như con nói á, là bên kia đánh thì mình dẫn con lại, mình có đánh không, tại sao đánh nó như thế đó, thì nó xong việc rồi không, dắt dao chạy là chém. Quý vị thấy không? Rồi hậu quả ra hai bên cùng ở tù hết, rồi chết chóc tan thương hai gia đình là tan thương hết, mà cái sự việc nó không có gì cả, đứa nhỏ đó đánh lộn gì thôi à. Mà cũng không phải là ổng bị người ta đánh mà ổng đánh người ta, rồi người ta nóng ruột người ta mới đánh ổng. Ổng về thì ổng cũng chỉ có nói là người ta đánh ổng thôi chứ ổng đâu có nói ổng đánh người ta. Đó, mình là người lớn mình phải bình tĩnh, mình coi cái sự việc như thế nào, ổng mở miệng ra ổng nói chưa chắc. Cho nên mình phải dẫn tới đó, mình hỏi đầu đuôi câu chuyện nó ra thế nào thì lúc đó mới tính. Không, dứt dao đây người ta đánh con mình là dao, nhưng mà nó đánh người ta trước á. Đó, quý vị thấy không? À, cho nên cũng đừng có tin ba cái vụ đó. Mình á, là phải bình tĩnh. Nên ở trong cuộc sống á, quý vị, mình đừng có bao giờ á, làm áp lực cho chính mình. Tại vì cũng tội mình lắm. Cái thân này nó cũng bằng xương, bằng thịt. Cái tâm này nó cũng đầy dẫy phiền não mà nó đi theo mình mà mình không thương nó. Mình thương nó cho nó ăn, cho nó ngủ. Mình thương nó cho nó niệm Phật, cho nó nghỉ ngơi, cho nó xả bỏ, cho nó chống stress nào ha. Trời ơi, con người mà mình nhẹ nhàng, thanh thản, xả bỏ rồi á, là tập thể dục, ăn uống đầy đủ, ngủ đủ giấc ha, thấy nó khỏe, dễ sợ không? Còn đằng này mình sầu thương, oán giận, si nghĩ lung tung ra rồi cuối cùng cái thiệt hại là về mình thôi à. Không có về ai hết trơn. Nên mình hãy thương chính mình. Nó là một chúng sanh, nó cần phải ăn, phải ngủ, phải mặc, phải nghỉ, phải sống. Nó là một chúng sanh, nó cần phải có thanh tịnh, nó cần phải có không có phiền não nó cần phải tâm được nhẹ nhàng, tâm được thanh thản, bình yên, không sợ hãi, không lo lắng dần dần mình phải thương yêu nó.
đó là phước á, phải có cái phước báo sâu dày đó không có gì. Còn bây giờ á là cái nghiệp riêng của mình nó đến á, thì chúng ta hãy đón nhận á. Tại sao? Tại vì chúng ta không thể trốn được nghiệp. Làm gì làm á quý vị, chúng ta không có trốn được nghiệp đâu. Có thể trốn cái gì thì trốn, nhưng mà chúng ta không có thể trốn được nghiệp. Cho nên đó là mỗi khi cái nghiệp riêng của mình á là mình biết. Nó đến, cái quả báo nó đến với mình biết. Mình không có trốn nó, mà mình hãy đối diện với nó. Mình đối diện với nó có nghĩa là gì? Là chấp nhận sự thật đó. Tức là cái người chấp nhận sự thật là người đối diện trước nghiệp. Đối diện trước nghiệp để làm chi? Để mình làm cho nó nhẹ nhất khi nó đập vô mình. Đừng có bao giờ quý vị dậm chân, dậm tay, bứt tóc, bứt tay, nói rằng tại sao nó đã đến với tôi mà không đến với nhà bên cạnh, tại sao nó đến với tôi mà không đến với người kia. Ở trong bệnh viện thầy đi thăm, thầy gặp hoài đó. Cái ông kia ông bệnh ung thư, ông nói là tại sao ông bị bệnh mà cái người kia không bị bệnh. Tức là người ta tức cho bản thân mình đó. Quý vị đừng có hỏi tại sao, đó là biệt nghiệp của mọi người. Biệt nghiệp của mọi người nó đến, đủ duyên là nó đến thôi, không có trốn được đâu. Quả báo chúng ta không thể trốn được. Trốn cha, trốn mẹ, trốn người yêu rồi sẽ trốn được, nhưng mà quả báo trốn không có được. Trốn nợ, trốn thế, trốn gì người ta cũng có thể trốn được chứ. Thậm chí trốn chi nã người ta còn trốn được nữa, mà nghiệp nó chi nã tới cùng luôn á. Tức là trốn nghiệp không có được. Mình trốn được thì làm sao? Trốn được đối diện, chấp nhận sự thật. Cho nên có nhiều người không có tin cái sự thật. Thực ra người ta muốn lừa dối chính mình thôi. Người ta không có chấp nhận được cái đó. Nhất là những cái chuyện mình không mong muốn, mình không có chấp nhận được. Cho nên á, mình sầu khổ. Còn cái người ta biết được điều đó, quý vị, người ta đối diện với nó, người ta chấp nhận nó, và người ta tìm cách để người ta giải quyết nó. Nó đến như thế nào, đầu người ta tìm cách ta giải quyết nó. Mỗi khi cái nghiệp ác mà nó đến với mình á, mình đừng có bao giờ trách trời, trách đất. Đó không phải là do ông trời làm ra đâu. Có nhiều người là trời, trời sao mà hại ai, không hại hại tôi. À, quý vị, ông trời có hại ai đâu mà nói như vậy. Cái nghiệp ác của mình tới, rồi mình đổi thừa người ta. Đâu phải người ta làm đó đâu, mà gieo nhân mình gặp quả mà. Chạy trốn được cái đổi thừa người này nữa người kia. Tại sao người khác không bị mà mình bị? Tại sao, tại sao? Đừng có hỏi tại sao, hãy chấp nhận thương đau. Đừng hỏi tại sao, tại vì mình đã làm rồi, gieo nhân rồi, bây giờ gặp quả ngày hôm nay nè. Cho nên cái người á, mà khôn á, là người ta chấp nhận. Và người ta biết là những cái quả báo mà nó thuộc về xấu ác này nè, là do đời trước chúng ta làm ra những việc xấu ác, cho nên ngày hôm nay mới bị như thế này. Do đó mà mình á, hãy chấp nhận điều đó mà mình sám hối. Nghiệp ác càng đến nhiều chừng nào mình sám hối nhiều chừng đó, nó vơi đi nhiều chừng đó. Nghiệp ác nó đến nhiều chừng nào á, thì mình sám hối nhiều chừng đó, nó vơi đi nhiều chừng đó. Nghiệp ác đến nhiều chừng nào á, mình hãy gia tâm bỏ thời gian tu tập nhiều chừng nào thì nó vơi nhiều chừng đó. Quý vị không tin? Nghiệp ác đến nhiều chừng nào á, là mình làm phước nhiều chừng đó, thì là nó vơi đi nhiều chừng đó. Cho nên cái nghiệp ác á, mà nó đến á, mình sám hối nè, tu tập nè, làm phước, ba cái đó là chúng ta mới đẩy nó ra khỏi được. Chứ không phải mình ra mình than trời trách đất, tại sao, tại sao, tại sao, còn mình trách người này trách người kia, hàng đêm hàng ngày cầu nguyện Phật gia hộ, sao Phật không gia hộ cho mình, là đừng có trách như vậy. À, quý vị, Đức Phật ngài ở thể của Niết Bàn. Cho nên đó, ai mà có khế hợp với năng lực Niết Bàn thì mới có thể hưởng được hồng ân của Niết Bàn, chứ không phải là do cái miệng mình xin xỏ mà cho. Niết Bàn không có chế độ xin cho, mà Niết Bàn là chỗ khế hợp thôi, đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu.
chứ không có phải là ở chế độ xin cho. Bây giờ cho con cái này, cho con cái kia, thấy tội nghiệp quá cho không. À, Đức Phật đâu có như vậy. Đức Phật Ngài là bình đẳng mà, Ngài thuộc về quy luật của tạo hóa, Ngài trở về với chân thể rồi, nên đâu có còn mà ai xin năn nỉ thì cho được. Cái đó không có. Chỉ có đồng thanh thức tương ứng, đồng khí tương cầu thôi. Nên gặp những cái trường hợp nghiệp ác nó đến với mình, nó mình đối diện chấp nhận sự thật. Chấp nhận sự thật nghĩa là gì? Là không chống lại nó đó. Không chống lại có nghĩa là chấp nhận đó. Còn mình thường mình chống dữ lắm. Cái gì mà đến mình không đồng ý, không vừa lòng, mình chống lại nỗi sân si dữ lắm. Còn giờ thôi buông nó xuống, lặng nhìn thôi, sám hối nhiều, làm phước nhiều, dành thời gian tu tập nhiều. Nhưng mà người ta làm ngược lại đó quý vị. Khi mà nghiệp ác đến càng nhiều, người ta càng không tu. Nó lạ vậy đó. Ví dụ cô kia ngày nào cũng tu, ngày nào cũng tu, ngày nào cũng tu chứ không có gì. Sáng niệm Phật, trưa niệm Phật, chiều niệm Phật. Khi cái nghiệp ác nó đến này, ông chồng mới bỏ theo vợ bé. Cổ nghỉ tu luôn, không có niệm Phật một câu nào luôn á. Đáng lẽ là cái nghiệp ác đến làm cho mình đau khổ nè, thôi mình bỏ hết á, bỏ phế luôn, rồi mình niệm Phật, mình tu tập. Nhưng mà ta làm ngược lại, có gì ta không làm vậy? Người ta bỏ luôn, ta không tu. Cho nên á, quý vị bị sầu thương, bị oán giận, bị đau khổ gấp nhiều lần. Cái người nào trong những trường hợp đó, càng nghiệp xấu ác nó đến càng thế nào, càng xui thế nào, càng giảm biên chế rồi, càng làm ăn không được chừng nào, thì tối dành thời gian tu nhiều đó. Tụng kinh, niệm Phật, hành thiền, làm phước cúng dường bổ thí, làm nhiều lên, kể đi. À, biết giờ là ác nghiệp nó đến rồi, nó bao dây rồi. Đợi đợi là mình phải rút gươm trí tuệ ra mà chặt nó, chứ còn là bình thường sao được. À, cho nên nghiệp ác nó đến, nó bao dây mình, cho nên mình chấp nhận nó, nghĩa là không chống lại nó. Làm phước nhiều, đủ mọi hết, đi công quả, kể cười vậy đó, đi làm, rồi sám hối. Sám hối cho nó nhiều lên. Cái gì lại sám hối, lại từng lại một sám hối nữa. Rồi là công phu tu tập, niệm Phật hoặc là hành thiền, công phu tu tập liên tục cái gì là tự nhiên cái nó giảm xuống cho mình nó giảm tự. Quý vị làm đi là nó sẽ giảm. Cho nên cuối năm này nè là nhằm khi á, là te tua là gì, là bị cõi âm nó phá. Quý vị biết cõi âm phá không? Gặp cái ông, cái chú kia, chú là thầy, thầy cấp này, cõi âm nó phá dữ quá. Là trời ơi, sao cõi âm phá ghê, mình tính đâu ổng nói ma hay gì nghe. Mà không phải quý vị. Cõi âm đây là gì? Dương á là có tiền á, âm là thiếu nợ á. Hiểu không? Là trừ đi là thiếu nợ đó. Âm là thiếu nợ, còn dương á là có tiền. Ổng là trời ơi, cấp này sống với cõi âm không mà thầy ơi, có nghĩa là nợ không á, nợ là âm á. Hiểu không? Mình mới đầu mình tính đâu ổng gặp ma hay gì mình cũng ớn giật mình á. Ổng là trời ơi, cấp này con là cuộc đời con cấp này gặp cõi âm không mà thầy. Ai nhà đâu thiếu nợ tứ văn chứ, cái nợ người này kia nó bị âm á, cho nên là sống cõi âm. Nên mà cuối năm á mà ai gặp ma mà cõi âm vậy á là người đó khổ dữ lắm. Cho nên á, người nào mà sống được cõi dương á nha là có tiền xài Tết đó, rồi mà sống với cõi âm cái là rồi nợ nần nó chồng chất, chạy qua chạy lại tùm lum hết, chạy xanh mặt xanh mài luôn á quý vị. Có cái ông kia, ông là thầy ơi, thầy không biết làm sao nữa, bây giờ không có tiền xài mà bán đất không ai mua. Ông là bán nhiều cũng bán, có nghĩa là giờ trả giá nào cũng bán hết trơn á, giờ giải dây chứ giờ nợ tứ văn tứ phương chừng, mà ông lại giờ hỏi không ai mua chứ, là trời rồi xui xui luôn. Cho nên đó quý vị hãy chấp nhận cái sự thật đó. Thì thật đó là gì? Cái nghiệp ác nó tới rồi, đừng có tránh, đừng có né gì hết trơn. Nó né cũng đâu có được, tránh cũng đâu có được. Tránh trước khi nó tới kìa. Trời ơi, còn nó đập vô mình cái bung, còn tránh đường nào nữa, nó đập rồi còn tránh gì nữa.
Hiểu không? Nó chưa tới là mình chánh, gọi là chánh duyên á. Chánh duyên có nghĩa là chúng ta không có tiếp xúc với người ác, không có là đến cái chỗ ác, là ông ta chánh duyên á. Có nghĩa là nó đến với mình á là do cái duyên ác. Duyên ác là thường hay là chỗ nguy hiểm, chỗ ác. Ví dụ chỗ nhậu nhẹt, đánh bài, đánh lộn này nọ đó ha. Hoặc là đi ở chỗ nguy hiểm, chỗ cái bãi bơi của người ta tắm thì không có chịu bơi đâu, mà bơi mấy cái bãi mà người ta cấm phao cấm không à. Vô đó bơi là trời, mấy chỗ đó bơi đã lắm, tại sao nó sâu. Còn cái chỗ mà tao cho bơi nó cạn nhách, bơi vậy. Cái chỗ nào mà cầm phao cấm bơi á, chỗ đó bơi sướng là nó sâu. Thỏ chí tung hoành ngang dọc. Trời ơi, mấy chỗ người ta cấm là mấy chỗ toàn là hụt chân đồ không đó. Nhưng mà có nhiều ông khoái bơi chỗ đó đó, để lấy sức mình chống với sức thiên nhiên, rồi nó cuốn đi mất tiêu luôn. Đó là gặp chỗ nguy hiểm không, ác duyên. Nếu người đó mà không có nghiệp ác trong kiếp trước không sao, có nghiệp ác kiếp trước á, là tới đó đúng duyên rồi đó. Nó cuốn một cái một, sống mà nó đùa vô một cái, nó nghịch ngược quay ra, làm sao có sức mình chịu nổi. Mình ý là mình bơi giỏi hơn, không, bơi giỏi, giỏi thứ nhất là sống nó đùa vô nó kéo ra. Thứ hai, gặp không khí lạnh á, nước lạnh phía dưới nó dột bẻ, cũng thua. Có hiểu không? Cho nên á, đừng có bao giờ cậy sức mình, hãy tránh duyên, tránh những cái nơi ác. Chỗ đánh lộn, đánh lạo nha, nơi ác. Chỗ đua xe đó, người ta đua xe mà nhảy vô mà đua rồi đó, là cái nơi ác đó quý vị. Ác cho bản thân mình nè. Qua bữa sau là má nhìn không ra luôn á. Đua xe tháo thắng quý vị biết không? Thắng tháo chơn à, đua xe đâu có thắng. Có nhiều nhật mà sản xuất á, có nhiều số vô hết, có nhiều ga kéo lên hết, có nhiều số vô hết. Nào quý vị đua, rồi đua tới sáng mai rồi mới biết cái cảnh không có an toàn bảo vệ gì hết. Rồi đua, rồi lúc đó tùng tùng cắt cắt cho mình coi trẻ măng không. Quý vị đua nó chật tay, đâu phải ngày nào nó cũng hên đâu. Nhầm khi mình dựng xe lên có lúc được lúc không, có nhiều người dựng cái nó bật ngược qua luôn, qua sao luôn, dựng nó quá hốp á. Rồi có người mà đánh cái đường cua đường cong mà ngay chân cái chỗ đó là nó láng quá đó. Thường hay cái mặt đường á cao tốc á thì nó nhám, mình lãi đánh võng nó không sao. Nhưng mà cái chỗ nào mà đường nó láng nó trơn, nhất là một cái cơn mưa vừa xuống á, nó trơn cái mặt đường. Hoặc là một cái chiếc xe tải nó chạy ngang nó chở đất á, nó rớt xuống ở dưới đó, rồi mưa nó nhẩm sình đất á. Rồi lúc đó mình giống như mỗi bữa là khô, mình cũng đánh võng, nhõng đầu xe, đánh võng ở chân cái chỗ đó là chết rồi. Biết hên xui làm sao, bữa đó xe tải nó chở đất á, nó chở ngang lọt mấy cục đất thôi, rồi mưa xuống nó bay ra cái đoạn đó thôi, mấy mét đó thôi, không có nhiều. Mình đánh võng mình lướt qua đó, tới đó nó sạc bánh một cái một mà không đâm đầu vô lương sao. Quý vị thấy nó gọi là nó bị rủi ro rất lớn không? Nếu mà nắng á, cái mặt đường ngon lành như mọi lần thì không sao chứ á, làm quen rồi. Nhưng mà bữa nay xui một cái là cái chiếc xe nó chở đất đi ngang lọt mấy cục, mưa dẫm xuống rồi xe nó chạy bung ra cái đó, bung ra làm nhớt cái mặt đường. Rồi ông đua tới đó là dính liền. Mà mình làm sao mình biết được ở trên đường nó ra làm sao? Ngày ngày mình đua, tới là ngày ngày đua đâu có sao đâu. Ngày ngày không sao mà bữa nay nó sao nè, đúng không? Hoặc lỡ ông nào làm lọt cái chai dầu 2 lít xuống, mua dầu ăn lọt 2 xuống rồi bổ bung ra cho nó chảy trên mặt đường, lúc đó mà chạy xe ngang đó mà đánh võng. Quý vị thấy cái ấy không? Rồi chưa nói tới á, là lỡ có ông nào chở xe đá đi ngang, ông lọt cục đá đây nè giữa đường, rồi chạy có một bánh nè, nó cán lên cục đá nó cũng đập ngang bên. Quý vị hiểu không? Làm sao không có mấy cái đó trên đường được? Lâu lâu mình phải lọt con cục hả? Ở giữa đường á, rồi ba chớp ba nhán là mỗi lần thì đường nó ngon lắm, thấy không? Đó là những cái nơi nguy hiểm, gọi là mình tránh duyên á. Mình không có thể là chống duyên, không thể là chống nghiệp, mà mình có thể tránh duyên những nơi nguy hiểm mình không đến, thì cái khả năng cái xác sức nghiệp ác nó đến với mình thấp hơn.
Cái đó người ta gọi là chánh duyên. Cho nên duyên ác tới mình bình tĩnh, sám hối thật nhiều, làm phước thật nhiều, tu tập thật nhiều. Cái đó đã đến rồi, nó chưa đến phải tránh nó đi, né nó đi chánh duyên. Cho nên ở trong kinh Pháp Hoa Phẩm An Lạc Hạnh, Đức Phật dạy là đừng gần những cái người bạn ác, xa cái người bạn ác, gần những bạn hiền, những bậc thiện trí thức, bậc chân nhân, chúng ta gần gũi học hỏi. Còn bạn ác là gì? Bạn ác là suối dục mình đó, làm chuyện ác không, đi học suối chốn học đi chơi đó, nghe không? Rồi tập hút thuốc, uống rượu, là uống hút cần sa bồ đà. Rồi ác hơn nữa, tập đập đá, dần dần bạn không đó, bạn lôi bạn kéo đó. Còn cái bạn hiền là gì? Bạn hiền là luôn luôn lúc nào cũng kêu mình học rất là tốt, chỉ dẫn cho mình học, hai người cùng học, cùng tiến bộ, cùng đạt lý tưởng trong tương lai. Dần dần bạn hiền là can liền. Ví dụ như bạn mình thật sự mình không biết hút thuốc, mình tập hút thuốc, bạn hiền dứt phát can liền. Nhằm khi bạn nghỉ chơi cũng được, nó vẫn can. Là tại vì cái người bạn thiệt, bạn của mình thiệt là bao giờ cũng làm muốn tốt cho mình hết á. Còn cái đứa mà nó bao mình này bao mình nọ mà toàn chuyện xấu không, mình tính đâu bao là ngon. Có nhiều người tính đồng bạn mình trả tiền cho mình là ngon, cho nó mua nguyên cái gói bộ đà cho hút này nọ. Quý vị biết nhiều mắc tiền làm hư mình á. Đó quý vị, chứ đâu phải nó là bạn hiền. Cho nên mình nghĩ là bạn hiền là bạn bao mình ăn uống, bao mình hút chích rồi là bạn hiền, là không phải. Nó hủy hoại cuộc đời mình mà hiền gì nổi hiền. Cho nên đó quý vị, đó không phải là bạn hiền. Bạn hiền là bao giờ cũng giúp cho mình những cái điều tốt đẹp ở trong cuộc đời này, dầu cho cái những cái điều đó mà mình không hài lòng, nhưng mà bạn mình sẵn sàng hy sinh cho bạn dân, nhưng mà cũng can ngăn. Đó mới gọi là bạn tốt chứ, bạn hiền thật sự. Người ta nhìn trên cuộc đời, người ta giúp mình cũng là chặng đường đi dài. Chứ mình nhìn thấy người ta bao rồi trước mắt này nọ, tính đâu là bạn hiền. Ai nhà nó cuộc đời mình quỷ hoại trong cái đó đó. Rồi quý vị là thấy là cái cộng nghiệp chung của chúng sanh. Cộng nghiệp chung chúng sanh là tất cả mọi người đều phải chịu chung cái đó. Thì mình đừng có bao giờ nghĩ cái đó là xui. Thực ra cộng nghiệp chúng sanh không phải là xui, mà đó là cái hưng phế thăng trầm của cuộc sống thôi. Quy luật của cuộc đời hết si rồi thịnh, hết thịnh rồi si. Ví dụ như phát triển lên rồi đồng nó xuống, xuống rồi thời gian nó lên. Nhưng cái đó là quy luật của xã hội, của cuộc đời. Còn con người mình á, không đủ thời gian như vậy. Nó lên rồi nó xuống, xuống luôn. Hết thời gian rồi, tới già tới chết rồi. Quý vị thấy không? Con người không đủ thời gian để lên xuống, mà xuống lên xuống dùng hình xin này. Có những cái đường cong dài, nó lên đỉnh rồi đầu nó xuống, xuống xuống luôn. Cố gắng cách mấy đi nữa cũng đâu có đủ thời gian để lên và lại đâu. Người ta sống có 100 năm hoặc ít hơn, không đủ thời gian. Ví dụ như sống 1000 năm thì có thể lên 5-7 lần, xuống 5-7 lần. Còn sống có mấy chục năm, 100 năm lên rồi xuống. Mình biết để gì chi? Lên mình không có ngã mạng, xuống không nuối tiếc. Là tại vì cái quy luật của cuộc đời. Mình lên là gì? Cái gì mình cũng có. Xuống là cái gì cũng mất. Là đó gọi là xuống. Còn lên là cái gì mình cũng được, cái gì mình cũng có, là cuộc đời đang lên. Người ta kêu gì? Thời tới hả? Chả không được. Nè, cái đó ngôn ngữ của Facebook đó. Thời tới cản không được đó. Đó là lên đó, cái gì nó cũng có. Còn mà thời nó xuống, cái gì nó cũng mất. Mình đụng đâu mất đó, rớ đâu mất đó. Tới những lúc chức vụ không, tiền cũng không, tình cũng không, tài sản cũng không, nghề nghiệp cũng không, nó mất, mà tới nó mất trắng luôn á, rồi bệnh luôn. Quý vị tới có thấy tới cái cảnh đó chưa? Tới nó mất mà mất trắng luôn á. Cái đó gọi là xuống á. Còn lên cái gì nó cũng có, rớt chỗ nào cũng có. Danh vọng bạc tiền tung hô dạng tới, tình cảm gì đó có, sạch nó có, cái gì cũng có hết. Thời tới rồi đó.
nhưng mà nó lên đỉnh nó sẽ xuống, nó sẽ mất từ từ. Cho nên cái quy luật đó, nếu mà cái người tu tập người ta biết á, thì nó đến người ta cũng không có hí hửng, người ta cũng không có tự hào tự cao tự mãn, mà mình nói mình có đó, mình khen mình chê người rồi á, là mình coi thường người ta. Nhưng mà khi xuống á thì mình biết đó là quy luật, mình cũng không có đau đớn chia tay với nó. Nó mất đi lần lần, mất sức khỏe, mất sắc đẹp, mất trí tuệ, mất địa vị, mất tiền bạc, mất tình yêu, mất từ từ tất cả đều rời khỏi tay mình. Cho nên nó biết được cái quy luật đó, đến không tự mãn, nó có đi cũng không nuối tiếc. Người ta thấy cuộc đời như gió thoảng như mây bay, cho nên người ta phát tâm bồ đề, người ta tu tập, cái đó nó mới tồn. Còn tất cả cái thế gian như là phù hoa, bọt nước, bèo mây thôi, chứ nó không là cái gì cả. Cho nên nó đến thì đến, đi thì đi, mình ngồi mình nhìn nó thấy, lặng nhìn chiều thu, lòng thấy thương ai thấy đó, ngồi nhìn nó thấy, rồi người ta nguyễn những nụ cười, không buồn cũng không vui, nhìn đó. Đó là chúng ta đang nhìn thấy cái sự vô thường của cuộc đời đó. Đến đi có mất, đến đi được mất. Vô thường cuộc đời là nhân duyên, là ba trái giá. Đủ duyên thì nó hợp, hết duyên nó tan, cái hợp tan như bắn pháo bông vậy. Ở năm nay cấm bắn pháo bông. Hết tiền bắn hoài. Thấy đăng trên TikTok gì không biết phải không. Mà thì cũng đừng tin mấy ông TikTok quá nha. Trời ơi, mấy ông liều mạng nói nhiều cái thông tin mà nhầm, khi mình kiểm chứng lại cũng không có nha, chết quớt rồi. Ông ghép, ông cắt rồi, ông xiên lắm. Ông ghép đầu này, ông cắt đầu kia, ông cắt đầu nọ. Nhưng mấy cái bài thầy hướng dẫn thuốc thầy có nói như vậy đâu. Trời, mà ông cắt từng chữ cắt lên hồi thành ra cái câu của ổng. Hay không? Mà chính thầy nói luôn á. Ví dụ như nha, thầy không có nói uống thuốc này tốt lắm. Bắt đầu ổng cắt nha. Thầy nói đâu đó cái chữ uống một chữ, thuốc này chữ, tốt lắm chữ, ông ghép lại cái kéo đi à, uống thuốc này tốt lắm. Thầy không có nói câu đó. Hay không? Nó nghe thầy, cái tiếng của thầy á, nói là nó nghe lại hồi nó ghép chữ. Nó cắt khúc này ghép, cắt khúc ghép, cắt khúc ghép, thì thành ra một bài nói. Hay không? Cái người bình thường đâu biết được. Nói rõ ràng, nói rõ ràng vậy mà chối đường nào chối. Thiệt, mình nói rõ ràng, mình không có nói cái đó. Nên có những câu mà ông Linh tích toán, thầy nói thầy cũng giật mình, thế là thầy nói này nào trời. Ai nhà đâu sao đó, thầy còn không biết nữa đó. Nhưng mà sau này á, thầy mới nhớ là cái này thầy giảng đĩa này, cái kia giảng đĩa kia, sao hai này nó ghép lại nè. Thì ra cái câu của ổng. Có nghĩa là ổng muốn mình nói câu đó đó, ổng bán thuốc. Xâm linh chi này là số 1, thầy có nói đó đâu. Nhưng mà câu xâm linh chi thầy có nói. Số 1 là thầy nói trong bài giảng khác. Ông cắt lại, xâm linh chi số 1 thầy nói rõ ràng luôn mà. Còn để ông đóng xâm linh chi lên ông bán. Hiểu không? À, căng chưa? Gọi là giang hồ hiểm ác chưa? Mấy ông TikTok á, làm dữ lắm. Mà càng túng sao mấy ông làm dữ quá. Mỗi năm đâu làm dữ, năm nay làm dữ. Năm nay giảm biên chế rồi sống với cõi âm rồi đó. Cho nên ông làm thì ông dương lên. Dương lên cõi dương. Từ cõi âm là thiếu tiền, thiếu nợ. Dương lên cõi dương nên bất chấp. À, miễn sao có lợi thì làm, chẳng màng bị nhốt, bị giam, bị cầm. Nhớ là làm tại vì khổ, nó sống đời người ta khổ bởi cái miệng nó hại cái thân thiệt chứ. Cái miệng mình đó, nói lung tung hại cái thân, ăn lung tung thì hại cái thân, không ăn lung tung á thì cũng hại cái thân luôn, ăn đồ xịn cũng hại thân luôn. Ăn đồ xịn là phải cái thân phải làm ra tiền, là muốn chết luôn, nhằm khi làm muốn chết luôn. Mua một cục yến, uống cái ót hết trơn. Làm nguyên ngày, mua một chén yến, uống cái ót hết trơn, thấy không? Hại chưa? Đó, do đó mà mình á, khổ với cái thân này dữ lắm. Nó ngủ ấm xí thành khổ. Đó là cái thân của mình á, là thân ngủ ấm. Cho nên á, là khổ với ổng dữ dằn lắm. Không có thân này, không có khổ. Cho nên có nhiều người nói là không có thân, sao có mình?
Thực ra quý vị, cái mình nó cũng là duyên thôi à. Tinh cha quyết mẹ hợp thành tất cả các cái cộng lại là duyên thôi. Tới một ngày nào đó cái duyên tan á thì nó cũng ra đi thôi, chứ không có còn cái gì là mãi mãi cả. Cho nên đó là mình tránh né ác duyên đi. Và cái cuối cùng á quý vị, là cái ân quán. Cái này này cũng làm cho mình xui xẻo lắm á. Sao nó cản ai không cản, nó cản mình. Nó du quan không, hai du quan mình. Nó ghét ai không ghét, nó ghét mình. Có nhiều người á cay cú lắm, là nguyên cái công ty nó không ghét ai nhưng ghét mình, hùa nhau là gọi là ăn hiếp hội đồng. Mới đây cách đây 3 bữa nè, có một cô Phật tử điện khóc quá trời, lại con làm trong công ty, giờ gần Tết không lẽ còn nghỉ nha. Nếu nghỉ mất lương mất thưởng, và không có tiền ăn Tết, không có tiền trả nợ, rồi tội nghiệp con cái không có tiền sắm đồ Tết, chứ nghỉ về làm hết nổi. Ai cũng gom lại ăn hiếp con mình cổ. Cái thầy hỏi là sao tự nhiên người ta ăn hiếp mình được. Đồ bình tĩnh nói thầy nghe cái vụ gì, sao tự nhiên người ta ăn hiếp mình được. Nói một hồi nó mới có chuyện. Ông giám đốc á, ổng mới có cái cô bồ làm chung công ty đó đó. Mà cái cô này lại không thích cái cô bồ ông giám đốc. Cái cô này thì cậy ông giám đốc nên làm tùm lum tùm la. Mỗi khi làm gì sai là cô này á, là đem ra cuộc họp, đưa tên lên, hiểu không? Mà đưa ngay chân cái cô bồ ông giám đốc không hả? Hiểu chỗ đó chưa? Rồi cô ơi, bồ này dĩ nhiên phải chọt với lên trên ông kia. Ông kia ổng mới đại lộ vậy đó. Rồi mình trở thành trung tâm của vũ trụ luôn. Đại lộ thì nghe nói vậy thì hiểu rồi, hiểu rồi. Là trời ơi, sao mà không né cô bộ giám đốc ra một chút xíu đi thì là trời yên gió lặng chứ này. Mình muốn làm ra tiền thôi chứ chống đấu người ta làm chi. Là thầy ơi, thầy thấy ghét lắm. Đi làm công nhân mà tính đâu làm hoa hậu, không vô tha môi son đỏ chót. Là trời ơi, người ta thôi son đỏ chót kệ người ta. Hiểu không? Có đi làm công nhân mà tính đi thi hoa hậu không, mà có nhiêu son tách mặt hết trơn. Đứng dây chuyền á, đứng dây chuyền, không biết đứng dây chuyền là gì đó. Đứng dây chuyền vậy đó mà mang quốc cao nhiêu nè. Là trời ơi, người ta mang cái gì người ta mang. Hiểu không? Lợi đó cứ chọt cứ chích người ta không thì mà hết trơn công ty mà là người ta không quay người ta đập sao được. Là bây giờ á, mình chọt chích cái cô đó không á thì cô đó đập mình là phải rồi, nhưng mấy người kia cũng đập. Tại sao mấy người kia đập theo, đập hùa theo quý vị? Lấy lòng. Mấy quý vị hiểu không? Tại cô này là bồ của ông giám đốc. Cho nên binh cái cô này để lấy lòng nhiêu thôi, cũng không hiểu nữa. Nó cái gì chứ thực ra mấy người kia cũng không ghét gì cổ đâu, muốn lấy lòng thôi, lấy lòng hùa hùa theo cái cổ mới có cảm giác là ai cũng ăn hiếp mình cổ. Chứ thật ra cái cô đó đó, né cô đó ra là được đó. Ở trong marketing á gọi là con pet, pet là thú cưng á, thì trong marketing gọi là con pet. Mình á đụng với ai thì đụng, đừng có đụng với con pet này nè, là mình dập đầu mẻ chán đó. Mình muốn làm nuôi chồng nuôi con thì nín thinh đi. Ở đó vô công nhân mà như đi thi hoa hậu, sức môi đỏ lét, đứng băng chiền cũng như là đi khách quớt, mang đôi guốc cào cá tất. Người ta làm gì thì kể người ta đi. Mà đứng đó bực bội, là cứ sắp xếp con là đứng với cô đó, đứng cạnh bên không, còn nhìn con làm, con nhìn qua nhìn qua, con bực. Con bực con nói, nó ghét là rồi gì đó mình, còn ai nữa. Mình đó cũng bao nhiêu cái cũng mình không à, chứ ai. Người ta tham môi son thì kệ người ta đi, là còn duỗi tóc nữa chứ, là khổ ghê luôn. Công nhân mà đặt duỗi tóc, là trời, công nhân làm cho ta duỗi tóc, nó khổ. Rồi đứng hai bên, hai người đứng dây chuyền nè, người đứng dây chuyền A, đứng dây chuyền B, nhìn qua thấy cô này duỗi tóc, nhìn qua môi son đỏ chót, nhìn xuống đất cái mang đôi guốc. Còn chưa đâu, còn cái nữa. Mặc quần jean mà lỗ nữa chứ. Đi làm cũng như đi du lịch.
con về mà con nằm đêm nhớ là thấy cái tướng đó, là trên băng chuyền là con ứa gan. Nam mô Phật, kể người ta đi, với mắt gì ứa gan, quý không? Nó khổ gì đó, sao mà kìm có người ta một, người ta mặc cái gì, người ta tham môi son, người ta vuốt tóc, người ta mang guốc gì ra là cũng bực, cũng nói chuyện. Thì cô này dĩ nhiên là phải phản kháng. Rồi mấy người kia muốn lấy lòng giám đốc mới hùa theo, thì cổ thấy cổ bị cô lập. Quý hiểu không? Gọi là cũng muốn đổi công ty khác làm. Làm đây 18 năm rồi. Mà lương cao nữa, mà muốn đổi chỗ khác làm. Hỏi là có ai đuổi mình không hay gì đó không? Ghét nhỏ đó, đi. Mà Tết rồi đi sợ qua chỗ khác không có việc làm nên con sợ không có tiền sắm đồ Tết con. Cho nên gắng làm đây tới Tết. Mà giờ chịu hết nổi, con chịu hết nổi. Mà muốn banh cái đầu luôn. Là cái gì đâu mà banh cái đầu. Con đề nghị á, là cái trưởng ở đó đó. Đổi băng chuyền mà người ta không chịu. Tại mình làm chuyên môn cái băng đó rồi. Tại vì ai mà làm cái khâu nào làm chuyên môn đổi qua băng khác làm phải tập lại từ đầu. Cái tay nghề á, ví dụ chỗ này là ráp cái túi, là ráp cái túi nó quen rồi, bây giờ qua bên bển ráp cái ống quần cái là nó trẹo rồi. Người mới thì làm sao đặt hàng Tết người ta mà đổi cái kiểu đó qua thì đâu có chuyên nghiệp người ta được. Nên á, hai người đứng quay mặt với nhau. Cái cổ kêu là cổ đổi qua cái băng khác, người ta không chịu. Rồi cổ mới nói nếu không chịu gì thì cho cổ quay cái mặt ngược qua lại. Quay ngặt mượt rồi lại qua cái băng khác mới quay gần lại. Còn băng chịu đây là phải quay bên đây. Mà quay bên đây gặp cô kia. Mà tức một cái nữa chứ. Con nhìn nó liếc con không? Trời ơi. Đang làm đó mà nhìn cái gì? Mình nhìn vô cái chỗ mình làm này ha. Chứ ai đâu mà đi nhá lên nhìn hai bên liếc cái cốc. Hai bên liếc cái cốc gì mà chịu không nổi. Con nhiêu đó chịu không nổi đó. Nhưng mà thì nói điều tra ra hồi của gì thầy giật mình. Hai người là bạn thân nhỏ lớn mới đọc chứ. Nói hồi lại rồi á thì mới hiểu ra hai người là bạn rất thân. Nè quý vị, gọi cô này nè mới làm bộ ông giám đốc. Mới khá giả lên sau đó rồi bắt đầu mới chảnh coi thường bạn. Rồi từ đó mới sanh chuyện đó chứ không có cái gì hết trơn á. Quý vị hiểu không? Chứ không phải lạ gì hết trơn á. Nó khổ ghê không? Thôi thì mình còn mừng cho bạn mình nữa. Bạn mình khá giả lên này nọ ngon lành thì mình phải mừng chứ. Cái đó là ganh tị đó. Mà nó tiềm tàng mình không biết nó. Tại sao nó tự nhiên nó lại dịch lên thiên nga mà mình vẫn còn là dịch. Ví dụ như vậy đó. Người ta ganh tị đó quý vị. Không có gì ganh tị đó chứ không có gì chứ. Ở đây mình bỏ tâm đó đi. Bạn mình mừng đi. Nó có khá một chút xíu nữa mình mượn tiền. Vậy đi. Hiểu không? Chứ còn có gì đâu mà ganh tị với người ta. Rồi là khổ đau với nó. Cho nên trong cuộc sống quán tắng hội khổ. Quan gia trái chủ đó, quan trái đó. Nên mình đừng có thắt cái quan trái đó. Nó sẵn là bạn của mình thôi. Giờ nó khá giả mình là ok. Đó. Mình còn cầu cho nó khá nữa. Khá cái là mình mượn cái nó có. Mượn cái nó có, nó nghèo mượn đâu ra. Hiểu chưa? Năm túng túng đâu nè. Nó lâu lâu vậy. Mượn tiền Tết đâu. Kể đi nó khá thì mình còn cầu nữa à. Hiểu không? Không có mượn đồ mặc, mượn dép mang đâu. Bữa nào lâu cho tao mượn đó guốc. Bữa tao đi lên băng chuyền cái. Đó, đó vậy đi. Trời ơi chứ có đâu mà ganh tị rồi làm lung tung beng rồi. Mình tính đâu có chuyện gì dữ dội lắm. Ai nhà đâu đó là quan trái thôi gì. Nhưng cổ lây bây giờ đó là muốn stress, muốn trầm cảm luôn. Rồi là đi làm là căng thẳng lắm. Có cái gì đâu, không có cái chuyện gì hết trơn. Giờ cứ hòa đồng đi. Nhưng mà cuối cùng cổ kết luận gọi là dứt khoát không bao giờ làm hòa. Con đã thề ở trong lương tâm mà thề ở trong lòng mà dứt khoát không bao giờ làm hòa với cái cô này. Thôi thề gì thì thôi chứ biết cái gì nữa vậy. Mình hãy nghĩ tới con của mình. Mình nghĩ tới chồng của mình mình nghĩ tới cuộc sống của mình. Thì mình hòa với người ta đi. Hòa với bên ngoài để giữ cái gia đình của mình cho nó ngon đi. Được ở phước rồi công ty đâu đó. Mình giả giả thưa thưa. Mình vuốt vuốt là xong cái gì đâu. Mình vuốt mà nó ra tiền thì vuốt.
Quý vị hiểu không? Cho nó im, không phải mình lấy tiền của người ta vuốt ra tiền đây, nghĩa là mình làm cho nó im đẹp thì mình làm được lương rồi, ngon lành mình về vậy thôi. Quý vị có đâu mà chống mà đói gì chứ, cái chuyện hàng xóm không mà nó mệt ghê luôn á. Con người mình, bản thân con người vậy đó, người ta không có chịu. Ý của người ta không chịu, nó tạo thành cái quan trái, nên là thắt quan trái người ta mở không được. Cho nên trong kinh Pháp Cú Đức Phật dạy: lấy quán thù đáp quán thù, quán thù không hết niềm từ lại tiêu, lấy tình yêu đáp tình yêu, sống lên một ngọn thủy triều liền dân, là chỗ đó đó. Thôi mình ráng yêu thương tha thứ cho người ta đi là xong rồi, không có cái chuyện gì. Mình chịu lép đi, kể đi, mai mốt biết đâu là cổ là bà giám đốc thì sao, mà lúc đó mình còn bỏ công ty sớm mà, hiểu không? Mình phải có tầm nhìn rồi chút xíu đi, kể đi, tha cho người ta là tha cho mình đi. Cho nên cái xui xẻo cuối năm á quý vị, thì trong cái chung á thì mình đừng có sợ, ai cũng vậy hà. Còn trong cái riêng á thì nó gồm có quan gia trái chủ, gồm có các nghiệp ác riêng, cho nên mình phải tránh duyên xấu ác. Những cái gì xấu ác mình tránh nó đi, làm phước nhiều lên, tu tập nhiều lên là từ từ nó qua. Sám hối nhiều lên, sám hối nhiều lên, làm phước nhiều lên, tu tập nhiều lên, tránh duyên nhiều lên đó quý vị. Rồi mình á nghe pháp nhiều để khai tâm mở trí đầu ra ha, mình buông từ từ là mình nhẹ nhàng, mình thanh thản thôi. Cái cuộc sống là cuộc sống của mình, cái chuyện là của thế sự, mình lấy cái chuyện thế sự làm mình làm khổ cho cuộc sống của mình, đó không phải là người khôn, đó không phải là người trí. Chuyện thế sự là của thế sự, mình chẳng màng. Cái gì của mình thì thôi làm cho nó tốt đẹp vậy là được rồi. Và thông qua cái buổi chia sẻ vào tối hôm nay, thầy cũng nói quý vị luôn là chùa Pháp Tạng không mở ra Facebook để bán thuốc gì cả, như là cuối năm này rộn ràng gặp những cái trường hợp mà người ta giả danh thầy và dùng app rồi đó, nó giả danh á, lời nói hoặc hình ảnh gì đó để bán thuốc trục lợi, bán thuốc giả. Nên gặp trường hợp đó, nếu mình bị thiệt hại á, hãy liên hệ với những nơi có thẩm quyền để giải quyết mặt nhà nước. Còn muốn có những cái thông tin chính xác thì quý vị hãy liên hệ văn phòng chùa Pháp Tạng, số điện thoại bàn 0283877 3877, số điện thoại di động 0918270732. Rất là cảm ơn các mạnh thường quân, các nhà hảo tâm luôn đồng hành quỹ từ thiện chùa Pháp Tạng. Mình phát bây giờ là cũng ngót nghét 5.000 phần quà đó. Sáng mai chúng ta sẽ phát quà ở hai ấp Ba Tư xung quanh chùa và phòng thuốc, và chiều mai chúng ta phát đợt cuối cùng ở tại Bến Tre ở chùa Tân Khánh nữa, là sẽ hết cái đợt phát quà trong mùa xuân năm nay. Thì mình phát gần 6.000 phần quà cho bà con, mỗi phần quà gồm gạo, mì, dầu ăn, nước tương, đường, bột ngọt đó. Ít nhất cũng phải 450.000 cho đến 550.000, tức là mình phát năm nay tùy nơi tùy chỗ. Chúc quý vị có một cái Tết an lành, một đêm an lành trong ánh từ quang mười phương chư Phật. Xin mời quý vị thôi hướng nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.